Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 13. Đều là nhân vật đứng đầu. Còn náo nhiệt hơn Tết. Người Long Quốc dám tấn công Đông Doanh, quân đội của chúng ta bị đánh bại. Uy Hoàng cũng biến mất không thấy, không biết trốn đi đâu rồi. Một Uy Hoàng bù nhìn thôi mà, bây giờ việc cấp bách chúng ta cầm làm là bảo vệ lợi ích của gia tộc mình. Sau này Long Quốc đến, chúng ta phải cố mà đàm phán. Để bọn chúng cút khỏi Đông Doanh, chúng ta bồi thường cho bọn chúng một khoản tiền. Các tầng lớp cấp cao của Đông Doanh lạnh giọng bàn luận. Chiba Kana đại diện cho gia tộc Chiba ngồi trong đám người. Đôi mắt già nua không ngừng lóe sáng. Ông ta có một loại dự cảm xấu. Luôn cảm giác lần đàm phán này sẽ không đơn giản như vậy. Người đàm phán của Long Quốc đã tới. Đột nhiên, có một người hô lên. Soạt. Ánh mắt tất cả mọi người tập trung nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy một cậu thanh niên Long Quốc chậm rãi bước đến. Chiba Sadako đi theo phía sau. Chiba Kana kinh ngạc Sadako. Cậu thanh niên này là... Giết! Chiba Kana ngược lại hít một hơi khí lạnh, biểu cảm biến đổi. Chẳng lẽ là... Những tầng lớp cấp cao Đông Doanh cũng chú ý trạng thái của Chiba Kana. Tất cả mọi người đều trầm tư. Một lão giả Jinji chân đi guốc mộc, mặc kimono màu đen đi ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cậu là ai? Tối nay chúng tôi muốn đàm phán với Long Quốc có ý gì? Làm sao chỉ có hai người đến? Diệp Bắc Minh bình tĩnh, hai người là đủ. Tôi giới thiệu một chút, cô ấy tên Chiba Sadako. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đều phải nghe theo lệnh của cô ấy. Soạt! Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Chiba Sadako. Cô ta không biết làm sao. Những người này đều là nhân vật lớn hàng đầu Đông Doanh, ngay cả việc phế lập Uy Hoàng cũng đều là một câu nói của bọn họ. Ánh mắt của cấp trên giống như mãnh hổ. Chiba Sadako theo bản năng cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng vào những người này. Ha 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 ha. Loại phụ nữ này. Chúng tôi nghe lời cô ta. Cười chết mất. Đám cấp cao Đông Doanh đều bật cười thành tiếng. Mặt đầy hài hước giễu cợt. Diệp Bắc Minh nhướng mày, lạnh giọng quát Chiba Sadako, ngẩng đầu lên. Chủ nhân. Chiba Sadako ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Cô ta có chút sợ hãi. Từ nhỏ sống ở Đông Doanh, những nhân vật lớn này cô ta nghe nhiều thành quen. Loại uy nghiêm trời sinh này bao phủ trong lòng cô ta, xua mãi không đi. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, cô sợ. Nếu như cô sợ, bắt đầu từ bây giờ, tôi lập tức đổi người. Cơ thể mềm mại của Chiba Sadako run lên, cô ta siết chặt quả đấm. Đây là cơ hội của cô ta. Cũng là cơ hội duy nhất. Nếu như bây giờ lùi bước, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Còn có thể bị chủ nhân từ bỏ. Lúc này, Chiba Sadako đột nhiên dâng lên dũng khí vô tận, cô ta cắn răng, chủ nhân. Tôi không sợ. Cô ta quét mắt nhìn các tộc trưởng đại tộc, nói, bắt đầu từ bây giờ, gia tộc Chiba chính là đệ nhất thị tộc của Đông Doanh. Tất cả thị tộc các người phải nghe theo mệnh lệnh của thị tộc Chiba. Yên lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Ha 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 ha. Tiếng cười rộ tràn đầy sung sướng. Bùm. Đột nhiên. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Mấy người Đông Doanh cười sung sướng bị anh tát chết. Lão giả Jinji đi guốc mộc mặc kimono cũng ở trong đó. Ông Minamoto Honda. Đám người con ngươi co thắt. Xung quanh tĩnh mịch. Tiếng cười ngừng lại. Diệp Bắc Minh cười hỏi, còn ai không phục? Mấy người Đông Doanh nổi giận đùng đùng, đi ra từ trong đám người, nhóc con, mày dám giết. Diệp Bắc Minh cũng không buồn nhìn họ một cái. Tát bọn họ thành xương máu. Sức mạnh ngàn cân người bình thường làm sao có thể chống đỡ được. Rít. Âm thanh hít khí lạnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những người Đông Doanh này đều vội vã lùi về phía sau. Sợ choáng váng. Thủ đoạn kinh khủng này bọn họ chưa từng thấy qua. Bọn họ vận dụng đủ các cách tranh đấu như kế sách, chỉ số thông minh, thủ đoạn, nội tình. Diệp Bắc Minh trực tiếp giết người, hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Hỏi lại lần cuối, còn không phục? Không. Không có. Người Đông Doanh có mặt ở đây đều cúi đầu. Dọa sợ run. Jinji phục.
Heishi phục. Fujiwara cũng phục. Toyotomi phục. Gia tộc Tokugawa phục. Gia tộc Ue phục. Gia tộc Yagyu phục. Gia đình Ito phục. Gia chủ của những gia tộc này đều bước ra. Cúi đầu bày tỏ thần phục. Ngay cả ông nội Chiba Kana của Chiba Sadako thấp giọng nói, gia tộc Chiba phục. Ông ta cúi đầu, rất sợ Diệp Bắc Minh chú ý đến mình. Trước kia bọn họ từng uy hiếp Diệp Bắc Minh thông qua điện thoại. Bảo Diệp Bắc Minh đến Đông Doanh giết mình. Bây giờ Diệp Bắc Minh thật sự đã đến. Chiba Kana sợ rồi. Ông ta chỉ hy vọng Diệp Bắc Minh đã quên chuyện này. Cơ thể mềm mại của Chiba Sadako run rẩy, từ góc độ của cô ta nhìn vào bóng lưng Diệp Bắc Minh. Lúc này, cô ta giống như nhìn thấy một vị thần. Trong đôi mắt xinh đẹp đều là sùng bái. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, rất tốt. Nhưng tôi không tin các người. Vèo. Anh xua tay, không ngừng bắn ra kim bạc. Tộc trưởng của những gia tộc này hoảng sợ cởi quần áo của mình. Tìm kiếm một hồi trước ngực mình. Vừa rồi kim bạc Diệp Bắc Minh bắn ra, đâm vào ngực bọn họ, tiến vào trong cơ thể. Cậu làm cái gì vậy? Có người hoảng sợ hỏi. Diệp Bắc Minh mỉm cười giải thích, cũng không có gì, chỉ là trồng quỷ môn thập tam châm cho mấy người thôi. Kim này ngoài tôi ra không ai có thể giải. Nếu như không nghe lời, cơ thể có thể sẽ bị nổ mất bất cứ lúc nào. Giống như là... Diệp Bắc Minh giơ tay. Chỉ vào Chiba Kana, ông ta cũng vậy. Chiba Kana sợ run rẩy, nặn ra nụ cười, cậu Diệp, hiểu lầm. Đều là hiểu. Bùm. Một câu còn chưa nói xong. Cơ thể Chiba Kana nổ tung, máu thịt bắn ra ngoài, dính vào người mấy tầng lớp cấp cao Đông Doanh gần đó. Bọn họ sợ đến choáng váng. Ma quỷ. Cậu thanh niên Long Quốc này là ma quỷ. Nhìn thấy rồi chứ, giống như vậy. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên cười. Trong mắt đám người Đông Doanh, nụ cười của anh giống như ma quỷ. Phốc, chúng tôi thật sự phục rồi. Những tộc trưởng thị tộc lớn quỳ hết xuống. Chiba Sadako chấn động. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Không dừng lại một khắc. Buổi tối, gia tộc Chiba vừa mới có được đảo quốc, mấy sư tỷ rất bận. Diệp Bắc Minh ngược lại thả lỏng. Anh ngồi trong thư phòng rộng lớn trong gia tộc Chiba. Vừa sạc điện thoại, Tháp Càn Không Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, đừng để lần nào tôi cũng phải nhắc nhở cậu. Cậu thăng cấp rồi, có thể tiến vào tầng thứ 3 Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Suýt chút nữa quên mất. Diệp Bắc Minh vui mừng. Hai tầng trước của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đã cho anh lợi ích cực lớn. Bên trong tầng thứ 3 Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có gì? Vừa định tiến vào không gian trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Chủ nhân. Diệp Bắc Minh từ bỏ tiến vào Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, vào đi. Chiba Sadako chậm rãi đi tới, thay bộ quần áo rộng thùng thình. Chân không ra trận. Ánh mắt cô ta quyến rũ như tơ, xịt nước hoa, da thịt trắng nõn giống như ngọc dương chỉ. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể nào cầm cự. Cô ta quỳ rạp dưới chân Diệp Bắc Minh, ôm hai chân anh, chủ nhân, để tôi phục vụ anh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần, cô ra ngoài đi. Chiba Sadako có chút thất vọng, chủ nhân, tôi đã sớm trở thành người phụ nữ của anh. Bây giờ anh ăn tôi và về sau ăn tôi thì có gì khác biệt? Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ Đông Doanh đều do anh định đoạt, Sadako có thể hầu hạ anh hùng lớn như anh, chính là vinh hạnh của Sadako. Đi ra ngoài. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng, lần sau còn câu dẫn tôi như vậy, đừng trách tôi không nể mặt. Gần như vô tình, một người phụ nữ Đông Doanh khó khăn lắm mới lọt vào mắt anh. Chu Nhược Dư, Hạ Nhược Tuyết, các sư tỷ. Nào có ai không mạnh hơn Chiba Sadako? Cơ thể mềm mại của Chiba Sadako run rẩy. Vội vàng dập đầu, vâng. Tim cô ta đập loạn, trong lòng khổ sở. Người Đông Doanh ngưỡng mộ cái mạnh. Phụ nữ Đông Doanh càng sùng bái cường giả. Cô ta nằm mơ cũng muốn trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Nhưng chủ nhân hình như không có ý gì với mình. Chủ nhân, tôi nhất định sẽ phải trở thành người phụ nữ của anh. Dù chỉ là một lần, tôi chết cũng hài lòng, Chiba Sadako trong lòng thầm nghĩ. Tách tách tách, Chiba Sadako vừa rời khỏi thư phòng. Điện thoại di động đầy 5% điện, tự động mở máy. Mấy tin nhắn gửi đến.
Diệp Bắc Minh thuận tay cầm lên nhìn, Diệp Bắc Minh, xảy ra chuyện lớn. Nhược Tuyết bị người của Đường Tuyết bắt đi. Đây là của Tôn Thiến gửi tới. Diệp Bắc Minh trầm mặt. Nhìn thấy một tin nhắn khác. Đây là một số lạ. Diệp Bắc Minh, trong vòng 6 giờ, quay về phủ Diệp của mày một chuyến. Nếu không, những người này đều phải chết. Tin nhắn từ hơn 3 tiếng trước gửi đến. Còn có một bộ ảnh. Đám người Chu Thiên Hạo, Lý Hải Hà, Hầu Tử, Vạn Lăng Phong, Thẩm Hạc bị hành hạ không còn hình người. Một góc ảnh còn có 3 chữ, Điện Huyết Hồn. Diệp Bắc Minh đập bàn. Trong nháy mắt nổ tung, mặt gỗ tung tóe. Trong mắt đều là sát ý lạnh băng, Điện Huyết Hồn, chúng mày không cần phải tồn tại. Chỉ còn lại 3 tiếng. Diệp Bắc Minh biết, Điện Huyết Hồn thật sự sẽ giết người. Ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía Long Quốc Chiba Sadako, chuẩn bị máy bay cho tôi, về Giang Nam Long Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhanh, cần máy bay nhanh nhất. Giang Nam, Phủ Diệp, mấy người Chu Thiên Hạo, Lý Hải Hà, Hầu Tử, Vạn Lăng Phong, Thẩm Hạc bị trói vào một góc. Vạn Lăng Phong và Thẩm Hạc đều biết võ công, đề phòng bọn họ ra tay. Gân tay gân chân đều bị phế. Nằm trên đất giống như chó chết. Ba bóng đen ngồi đó. Trên xà nhà, nóc nhà, dưới mái hiên, trong hành lang, khắp nơi đều là người của Điện Huyết Hồn. Toàn bộ Phủ Diệp được bao phủ một tầng khí tức chết chóc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 2 tiếng sau, đột nhiên, bóng đen đầu tiên mở miệng, số 7, mày chắc chắn Diệp Bắc Minh này sẽ xuất hiện. Đám người này đối với hắn gần như chẳng quá lợi ích gì đúng chứ. Chỉ là đám kiến hôi, Diệp Bắc Minh này chắc hẳn sẽ từ bỏ bọn họ thôi. Nếu không đã hơn 5 giờ trôi qua rồi mà chưa có tin tức. Bóng đen thứ 2 chính là huyết sứ số 7. Mặt hắn lạnh lùng, số 6, yên tâm đi, tao đã điều tra cẩn thận về Diệp Bắc Minh. Người này mặc dù sát phạt quả quyết, võ đạo nghịch thiên, nhưng là người nghĩa khí. Chỉ cần bắt thuộc hạ, anh em, phụ nữ của hắn. Hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Giọng bóng đen thứ 3 truyền tới, Diệp Bắc Minh, không đủ gây sợ hãi. Giống U Linh vậy, mang theo cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Điều tao lo lắng nhất là người đứng sau lưng Diệp Bắc Minh, lão phí chết trong tay hắn. Đám người huyết ảnh cũng tổn thất, ngộ nhỡ, sát thần, ra tay. Nghe thấy bóng đen thứ 3 nói chuyện. Huyết sứ số 6 và số 7 đều kinh ngạc nhìn sang. Người này là huyết sứ số 5 Điện Huyết Hồn. Hắn rất ít nói chuyện, thực lực sâu không lường được. Số 6 và số 7 thân là huyết sứ trong hạng 10 cũng chưa từng thấy hắn nói mấy lời. Huyết sứ số 5 thực lực đứng số 5 trong toàn bộ Điện Huyết Hồn ngoài điện chủ. Vô cùng nghịch thiên. Ba huyết sứ cùng ra tay, còn có thư đó của Đường Môn, Diệp Bắc Minh tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Huyết sứ số 7 nói, dù Diệp Bắc Minh là kẻ nào, chỉ cần là kẻ địch của Điện Huyết Hồn chúng ta, chắc chắn phải chết. Con mẹ nó. Đột nhiên, một tiếng mắng chửi truyền tới. Soạt. Ba huyết sứ ánh mắt lạnh băng cùng rơi vào người này. Hầu Tử mặt đầu giễu cợt, cười lạnh nói, chỉ dựa vào thủ đoạn của đám người chúng mày, chắc chắn không phải đối thủ của anh Diệp. Các người sợ anh Diệp, vì vậy mới lấy bọn tao ra uy hiếp. Phì. Hầu Tử mặt đầy máu ứ động, bị đánh cho một trận. Xương sườn cũng gãy mấy cái. Anh ta phun ra một ngụm máu. Thái độ dứt khoát. Mày cho rằng Vương Khinh Hậu ông đây biết sợ sao? Chờ anh Diệp đến rồi, đó chính là ngày giỗ của chúng mày. Hầu Tử nghiêm nghị quát lên. Vạn Lăng Phong kinh hãi, Vương Khinh Hậu, cậu bớt nói mấy câu đi. Bọn họ là người của Điện Huyết Hồn, giết người không chớp mắt. Hầu Tử mặt không thành vấn đề, ngực ưỡn thẳng, ông đây không sợ. Cái gì mà Điện Huyết Hồn chó má, giết người không chớp mắt. Ông đây biết sợ ư. Chém đầu chẳng qua là một vết sẹo to bằng cái bát, trên đời có rất nhiều người không sợ chết. Chúng mày có bản lĩnh thì giết tao đi. Hầu Tử rất can đảm. Huyết sứ số 6 tiến đến, giơ đao kề cổ Hầu Tử, mày thật sự không sợ chết. Tới đi. Hầu Tử chủ động di chuyển cổ về phía đao. Da bị cứa. Máu tươi chảy ra. Huyết sứ số 6 theo bản năng thu hồi đao, cũng giật mình. Nếu chậm một chút, e rằng cổ của Hầu Tử sẽ thật sự bị cắt đứt.
Nhóc con này đúng là không sợ chết. Huyết sứ số 6 có chút khiếp sợ, người bên cạnh Diệp Bắc Minh là người gì vậy? Hầu tử giận dữ nói, phế vật, giết tao đi, sợ rồi hả? Tới đây, chém đầu ông, tao chẳng sợ cái gì cả. Ông đây là người từng chết một lần, còn sợ đám người chó má điện huyết hồn chúng mày. Số 6 vô cùng phẫn nộ. Đao trong tay đâm xuống. Xuyên thấu bắp đùi hầu tử. Phập, máu tươi tuôn ra như suối. Hầu tử không kêu một tiếng, nhếch miệng cười, không ăn cơm à. Dùng sức đi. Mày. Huyết sứ số 6 theo bản năng lui về sau một bước, từ trong ánh mắt hầu tử hắn nhìn thấy vẻ coi thường cái chết. Huyết sứ số 7 cũng sững sờ. Chân mày huyết sứ số 5 cũng hơi động. Cảm giác không sợ cái chết đó bọn họ chỉ nhìn thấy trong mắt điện chủ. Nhưng hầu tử chỉ là một người bình thường, không biết một chút võ công. Một người ngay cả chết còn chẳng sợ, cũng không có sợ hãi gì. Đột nhiên, huyết sứ số 5 nói, mày tên gì? Hầu tử cười nói, đi không đổi tên, ngồi cũng không đổi họ. Người xưng vương hầu bái làm đại tướng thừa tướng, trời sinh có bản lĩnh vương khinh hậu. Huyết sứ số 5 khẽ gật đầu, vương khinh hậu, tên không tệ. Tao cho mày một cơ hội, bái tao làm thầy, tao sẽ truyền thụ cho mày tất cả tuyệt học. Hầu tử khinh thường cái chết, cả đời hắn mới thấy một lần. Là một hạt giống tốt, có thể đào tạo. Cái gì? Số 5, mày. Huyết sứ số 6 và số 7 đều ngây người. Hầu tử phun ra ngụm máu tươi, tao nhổ vào, anh Diệp đến rồi, chúng mày phải chết. Nhận tao làm đệ tử, chúng mày xứng sao? Ánh mắt huyết sứ số 5 u ám. Hắn đứng lên, sát ý khủng khiếp trong nháy mắt bao trùm hầu tử. Hầu tử có một loại cảm giác hít thở không thông, thân thể đều run rẩy. Đây là một loại bản năng. Cũng không phải anh ta sợ. Huyết sứ số 5 lạnh lẽo nói, mày nói lại lần nữa xem. Hầu tử cắn răng, dù ông đây nói 10 lần, mày cũng không xứng. Một giây kế tiếp, một trận cười sang sảng truyền đến. Ha 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 ha. Một bóng người đẩy cửa phủ Diệp, chậm rãi đi đến, cười nói, hầu tử, sao anh không đồng ý hắn chứ? Nếu tôi là anh, tôi đồng ý ngay. Có thêm sư phụ cũng tốt mà. Soạt. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua. Diệp Bắc Minh. Chu Thiên Hạo đang nhắm mắt, lập tức mở ra, Bắc Minh, cháu đến đây làm gì? Đi mau. Lý Hải Hà gân giọng hét lớn, Diệp Bắc Minh, mau cứu tôi là thím cậu đấy. Im miệng. Chu Thiên Hạo trách mắt, Bắc Minh, đi, vĩnh viễn đừng quay lại. Vạn Lăng Phong ngây người, ông ta không ngờ Diệp Bắc Minh thật sự sẽ đến. Một mình đấu với điện huyết hồn. Thẩm Hạc có chút bất ngờ. Ông ta đã chuẩn bị liều chết. Chỉ có hầu tử bật cười, anh Diệp, con mẹ nó anh đến muộn quá, tôi sắp bị giày vò chết rồi. Tên khốn đâm một lỗ thủng trên chân tôi, anh xem, vẫn còn chảy máu này. Mặc dù bị thương, nhưng anh ta vẫn trò chuyện vui vẻ, vừa nói vừa cười với Diệp Bắc Minh. Từ sau khi quay về Giang Nam, hầu tử giống như biến thành một người khá. Diệp Bắc Minh cười nói, xin lỗi hầu tử, có một số việc nên chậm trễ chút. Cũng may đến rồi không tính là muộn. Chờ tôi giết mấy người này xong, tôi trị thương cho anh. Là ai làm anh bị thương? Hầu tử gật đầu, được. Anh ta chỉ tay vào huyết sứ số 6, chính là số 6 kia. Cuộc đối thoại không coi ai ra gì của huyết hồn khiến đám người điện huyết hồn bối rối. Cơn giận tích tụ trong lòng. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, tôi giúp anh giết hắn. Huyết sứ số 6 lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, mày coi đây là đâu? Vừa dứt lời. Vèo. Diệp Bắc Minh như quỷ, trực tiếp ra tay. Huyết sứ số 6 còn chưa kịp phản ứng thì có một cảm giác hít thở không thông truyền tới. Mày. Số 6 kinh hãi. Tay Diệp Bắc Minh túm cổ hắn. Cấu thật chặt. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Nghẹt thở. Tuyệt vọng. Chết. Một tiếng giòn giã. Răng rắc, huyết sứ số 6 xoay 180 độ, trực tiếp bị bẻ gãy. Xoạt 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 xoạt. Trong tích tắc huyết sứ số 6 chết đi, mấy trăm người của điện huyết hồn từ bốn phương tám hướng lao ra. Đều là tu vi võ linh trở lên. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ của điện huyết hồn. Để giết Diệp Bắc Minh, điện huyết hồn xem như đã hạ hết vốn. Diệp Bắc Minh buông tay. Thi thể huyết sứ số 6 ngã xuống, phát ra tiếng kêu.
xoẹt xoẹt suốt. Đám người điện huyết hồn theo bản năng lui về phía sau 3 phút, bọn họ đến giết Diệp Bắc Minh. Lúc này, lại bị thủ đoạn khiếp sợ của Diệp Bắc Minh hù dọa. Đây chính là huyết sứ số 6 đó. Cứ vậy mà chết. Ngay cả phản kháng cũng không có, đơn giản giống như bóp chết con kiến. Khiến người ta cảm giác như đang nằm mơ vậy. Rít. Huyết sứ số 7 hít hơi lạnh, bây giờ hắn hối hận rồi. Diệp Bắc Minh này có vẻ, không chọc được rồi. Huyết sứ số 5 cũng ngơ ngác, khóe mắt co lại, lạnh giọng hạ lệnh, giết. Vèo. Điện huyết hồn không hổ là tổ chức hàng đầu, dù bọn họ sợ Diệp Bắc Minh, nhưng dưới mệnh lệnh của huyết sứ số 5, bọn họ cũng liều chết xung phong. Cái loại vũ khí rối rít tấn công tới. Đao quang kiếm ảnh. Một đường ánh sáng trắng bệch lóe qua mặt Diệp Bắc Minh. Kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, xua tay, làm ra động tác một kiếm chém. Phốc. Kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay, chém ra một đường kiếm khí dễ như bỡn, trực tiếp cuồn cuộn. 30 mấy cao thủ điện huyết hồn trong nháy mắt bị chém vào hông, cắt thành hai khúc. Xích. Xoay người lại là một kiếm. 30 mấy võ linh xông lên chỉ cảm thấy một luồng kiếm khí kinh khủng tấn công tới, bọn họ giống như con diều giấy bị ném vào trong bão, cơ thể bị kiếm khí lập tức xé nát. Máu đầy trời. Cái này. Chu Thiên Hạo ngơ ngác. Vạn Lăng Phong không ngừng run rẩy, thực lực cẩu chủ nhân lại trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân một ngày một cảnh giới sao? Ánh mắt hầu tử nóng như lửa, anh Diệp. Quá nghịch thiên. Giống như thái thức ăn vậy. Rút lui. Diệp Bắc Minh mới chém ra hai kiếm, đám người điện huyết hồn liền cảm giác không đúng. Mặc dù bọn họ không sợ chết, nhưng không ngu, cứ như thế xông lên, không khác gì chịu chết. Diệp Bắc Minh lại chém ra một kiếm, những người này trong nháy mắt thất linh bát lạc. Dù không chết, nhưng cũng hộc máu nằm trên đất, không sống nổi. Lúc này, toàn bộ đại viện phủ Diệp, chỉ còn lại Diệp Bắc Minh và hai huyết sứ số 5 và số 7 đang đứng. Huyết sứ số 7 toàn thân run rẩy, số 5, còn do dự cái gì? Đồng loạt ra tay, giết hắn, huyết sứ số 5 đề nghị. Huyết sứ số 7 gật đầu, được. Hai người đồng thời ra tay, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một quyền, một luồng lực lượng lớn tấn công tới. Hai vị huyết sứ đồng thời bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên đất, xương ngực nổ tung. Một quyền này của Diệp Bắc Minh có sức mạnh trăm ngàn cân. Số 5 và số 7 đều là võ hoàng đỉnh phong, căn bản không cản được. Số 7 mặt đầy chấn động, mày rốt cuộc có cảnh giới gì? Số 5 mặt xám như cho tàn, trán nổi gân xanh, sợ hãi sâu sắc. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới, người chết còn cần biết tao là cảnh giới gì sao? Anh chắp hai tay sau lưng, đi đến giống như một tên sát thần. Số 7 ngây người. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới, cách hai người càng ngày càng gần. Số 7 gầm lên một tiếng, mau dùng tuyệt thế ám khí của đường môn. Tiếng cơ quan cử động kêu, rắc 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 rắc, truyền tới. Số 5 giấu một đóa hoa sen dưới ống tay áo, đột nhiên ném về phía Diệp Bắc Minh. Đóa hoa sen trên không trung lập tức nổ tung, từ bên trong phóng ra mấy trăm ngàn phi tiêu, đâm về phía Diệp Bắc Minh. Huyết sứ số 5 điên cuồng cười lớn, Diệp Bắc Minh. Nếm một chút mùi vị của Phật nộ đường liên đi. Phật nộ đường liên. Tuyệt thế ám khí của đường môn. Mấy trăm ngàn cây phi tiêu đồng thời bay về phía Diệp Bắc Minh. Chằng chịt, không thể nào tránh né. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, không có một chút ý tứ muốn ngăn cản. Keng keng keng. Mấy trăm ngàn cây phi tiêu đều rơi vào người anh, trong nháy mắt đụng vào da thịt anh, phát ra âm thanh leng keng. Tia lửa bắn ra bốn phía. Tất cả đều rơi trên mặt đất. Im lặng. Huyết sứ số 5 và số 7 bối rối, trợn tròn mắt, quả thực sắp điên rồi. Đây chính là Phật nộ đường liên, tuyệt thế ám khí của đường môn đấy. Kim bạc trong này uy lực còn hơn cả đạn. Mấy trăm ngàn phát đạn phát ra cùng lúc, chắc chắn sẽ bị kim thép xuyên thủng. Cho dù là một võ tông cũng chưa chắc chống đỡ được. Chỉ cầm bị đâm rách ra, độc dược trên kim thép có thể làm đối thủ bị độc chết. Nhưng Diệp Bắc Minh dường như không sao cả, Phật nộ đường liên không hiệu quả với anh. Diệp Bắc Minh cười, Phật nộ đường liên sao giống như chọc lét vậy. Mày là người hay quỷ?
Ngón tay huyết sứ số 7 chỉ vào Diệp Bắc Minh, không ngừng run rẩy. Ngay cả Phật Nộ Đường Liên cũng không sợ, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Con người của huyết sứ số 5 co thắt kịch liệt, dường như nhớ ra gì đó, kinh hãi kêu lên, mày. Mày chính là sát thần. Số 7 hít ngược hơi lạnh, cái gì? Hắn, chính là sát thần. Trong nháy mắt, hai người đã hiểu ra rất nhiều. Sau lưng Diệp Bắc Minh vốn chẳng có cường giả tuyệt thế nào. Phía chính phủ Long Quốc cũng không nhúng tay vào chuyện này. Diệp Bắc Minh chính là sát thần. Lão phí chết trong tay Diệp Bắc Minh. Huyết ảnh, huyết ngưng, huyết thiên đều chết trong tay Diệp Bắc Minh. Anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Có 25 tuổi thôi. Dựa theo thông tin điện huyết hồn thu thập được, hình như mới 23 tuổi. Số 7 và số 5 nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ chấn động sâu sắc. Diệp Bắc Minh nhàn nhã đi tới, danh xưng sát thần này cũng không tệ, tôi quyết định dùng nó. Bây giờ, tiễn các người lên đường. Kiếm đoạn long chém ngang. Chuẩn bị xóa bỏ hai huyết sứ. Dừng tay, cậu không thể giết chết bọn họ. Bỗng nhiên, một tiếng quát như mệnh lệnh chuyển tới. Một đám người xông vào phủ Diệp. Một võ tông. 10 võ hoàng đỉnh phong. Không chút kiêng kỵ. Dễ như bớn. Càn quét tất cả. Ngực bọn họ đều mang huy chương long hồn, tất cả đều chế tạo từ vàng ròng. Một con rồng vàng gần như bay lên thẳng 9 tầng mây. Diệp Bắc Minh, hai người này là huyết sứ của điện huyết hồn, theo thứ tự là huyết sứ số 7 và huyết sứ số 5, lão giả cầm đầu sắc mặt lạnh lẽo. Người đó chỉ Diệp Bắc Minh, bây giờ tôi ra lệnh cậu giao hai người ra, tất cả đều do đội thần cơ tiếp nhận. Chúng tôi sẽ dẫn bọn họ đi điều tra điện huyết hồn, tất cả những gì tiếp theo đều không liên quan đến cậu. Số 7 và số 5 quá đỗi vui mừng. Dù rơi vào trong tay đội thần cơ cũng còn hơn bị Diệp Bắc Minh giết. Hai người vội vàng hét lớn, chúng tôi đồng ý đi cùng ông. Đội huyền cơ, đội thiên cơ, đội thần cơ, tổ chức thần bí nhất cao cấp nhất của Long Hồn. Lão giả mở miệng kia chính là Võ Tông. Đội thần cơ mở miệng, ai dám không theo. Dù là sứ thần biên cương, đứng đầu một tỉnh, nhìn thấy đội thần cơ cũng phải tránh lối 90 dặm. Nhưng Diệp Bắc Minh dường như không nghe thấy, giơ tay lên, kiếm giáng xuống. Phốc, phốc, hai cái đầu bay ra ngoài. Chậm rãi quay đầu, cái gì, đội thần cơ là trò gì thế? Đội thần cơ là cái thá gì? Lời này vừa dứt lời. Sắc mặt đám người đội thần cơ vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ Diệp Bắc Minh lại mạnh như vậy, ngay cả đội thần cơ cũng không sợ. Lão giả Võ Tông lạnh như băng, Diệp Bắc Minh. Cậu có biết mình đang nói gì không? Diệp Bắc Minh xua tay, giống như đuổi ruồi. Cút! Lúc những người này bị bắt, đội thần cơ ở đâu? Thời điểm điện huyết hồn đuổi giết anh, đội thần cơ ở đâu? 6 tiếng đồng hồ điện huyết hồn xông vào nhà họ Diệp, đội thần cơ ở đâu? Bây giờ đội thần cơ đột nhiên xuất hiện, bảo anh giao người ra. Giao con mẹ mày! Cái gì? Cút! 10 võ hoàng đội thần cơ đều kinh ngạc. Diệp Bắc Minh phản kháng trước mặt đội thần cơ, giết người đội thần cơ cần thì cũng thôi đi. Lại còn bảo bọn họ cút. 10 võ hoàng vẻ mặt không tin nổi. Giống như nghe lầm vậy. Lão giả Võ Tông kia mắt híp lại, Diệp Bắc Minh, mặc dù cậu là thiếu soái long hồn, nhưng tần hóa thiên tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu. Mặc dù đội thần cơ cũng trên danh nghĩa long hồn, nhưng lại không thuộc long hồn. Đội thần cơ thuộc về gia tộc cổ võ. Có quyền chấp pháp tuyệt đối. Tiền trảm hậu tấu, đây chính là đội thần cơ. Mà lão phu đến từ nhà họ Tần cổ võ. Nhà họ Tần cổ võ. Cả câu Diệp Bắc Minh chỉ nghe được 4 chữ. Anh lặp lại, nhà họ Tần cổ võ. 23 năm trước, gia tộc cổ võ bao vây tấn công mẹ anh là nhà họ Tần. Trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên ý lạnh ngút trời. Trong nháy mắt im lặng. Không nói. Tần hóa thiên thần vậy còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh sợ. Ông ta cười tự tin, Diệp Bắc Minh, nếu biết nhà họ Tần cổ võ kinh khủng như vậy, còn không mau quỳ xuống nhận sai. Cậu về Long Hồn, tự phế võ công, sau đó giam vào ngục 10 năm. Chuyện này cứ tính như vậy. Tần hóa thiên độc ác ra sao? Tự phế võ công, giam vào ngục 10 năm. Há chẳng phải bắt anh tàn phế. Diệp Bắc Minh cười, tôi quỳ con mẹ ông. Soạt, trực tiếp ra tay. Diệp Bắc Minh nhu mãnh hổ nhào tới.
Một quyền đánh ra. Bùm. Tần Hóa Thiên theo bản năng ngẩng đầu ngăn cản. Cánh tay bỏng rát trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Toàn thân lăn lộn, phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, mày dám ra tay với tao. Trong con mắt già nua của Tần Hóa Thiên, tất cả đều là tia máu. Một cơn phẫn nộ chưa từng có tăng vọt, ông ta lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, giống như là nhìn thi thể. Đám người đội thần cơ kêu lên, Tần hộ pháp. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh cũng thay đổi. Thằng nhóc này có thực lực gì? Lại có thể khiến Tần Hóa Thiên bị thương. Tôi muốn giết ông. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Tần Hóa Thiên phải chết. Nhà họ Tần phải bị diệt. Ông đuổi giết mẹ tôi còn phải khách sáo với ông. Giết. Diệp Bắc Minh mạnh mẽ xông tới, 10 võ hoàng đỉnh phong của đội thần cơ mặt đầy ngơ ngác. Đây là tình huống gì vậy? Mặc dù bọn họ là người của đội thần cơ, nhưng lại đến từ gia tộc cổ võ khác nhau. Tốc độ của Diệp Bắc Minh quá nhanh, Tần Hóa Thiên vừa muốn ra tay, Diệp Bắc Minh liền xuất hiện bên cạnh ông ta. Một quyền đánh ra. Tần Hóa Thiên toàn thân chấn động, ngực chịu đựng một quyền, răng rắc, xương sườn gãy lìa. Phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người lại ngơ ngác, cái này. Mày dám. Con người Tần Hóa Thiên co rút kịch liệt. Có một loại kích động muốn chửi bậy, bởi vì sơ suất của ông ta, dẫn đến bị thương, bây giờ hành động bất tiện. Lúc Diệp Bắc Minh giết tới, ông ta lại không còn sức đánh trả. Một cánh tay gãy, xương sườn gãy, cùng với đau nhức, bộc phát ra căm giận ngút trời, Diệp Bắc Minh, mày muốn chết sao? Diệp Bắc Minh lạnh lùng trả lời, ông mới tự tìm cái chết. Răng rắc, một cước đạp tới, sức mạnh trăm ngàn cân nện xuống. A, à, Tần Hóa Thiên kêu thảm thiết một tiếng, nửa người nổ tung, toàn thân cũng bị phế. Rít, những người còn lại của đội thần cơ hít hơi lạnh, cuối cùng bọn họ cũng tỉnh ngộ, rối rít tiến lên, Diệp Bắc Minh, dừng tay. Diệp Bắc Minh, mày biết mình đang làm gì không? Mọi người đều là người phía Long Hồn, mày đang tàn sát lẫn nhau đấy. Tần Hóa Thiên là tiểu đội trưởng đội thần cơ, mày không đủ tư cách giết ông ta. 10 võ hoàng đỉnh phong lạnh giọng nói. Soạt. Diệp Bắc Minh quay đầu. Trong mắt toàn là sát ý. Anh giơ tay, kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay mình. Một tầng sát khí màu đỏ bao phủ bên ngoài kiếm đoạn long, các người muốn chết cùng ông ta. Xoẹt xoẹt xoẹt. 10 võ hoàng đỉnh phong. Bị Diệp Bắc Minh nhìn vậy, không ngừng lui về phía sau. Mày. 10 võ hoàng đỉnh phong kinh ngạc. Tần Hóa Thiên kéo dài chút hơi tàn, oán độc nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, mày dám đối xử với tao như vậy. Nhà họ Tần cổ võ sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Bắc Minh mặt lạnh lùng, yên tâm, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tần cổ võ. Phốc, dứt khoát, một kiếm chém bay đầu Tần Hóa Thiên. Mày thật sự giết Tần Hóa Thiên. 10 võ hoàng đỉnh phong của đội thần cơ chỉ cảm thấy tê dại ra đầu, nổi da gà. Đây là người của gia tộc cổ võ đó. Một võ tông đấy. Vậy mà lại chết như thế. Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Tình báo nhầm lẫn rồi. Rốt cuộc Diệp Bắc Minh có thực lực thế nào? Cảnh giới võ đạo gì? Đi thôi. Một người khẽ quát một tiếng. 10 võ hoàng đỉnh phong quay người định bỏ đi. Một khắc cũng không muốn ở lại. Bỗng nhiên. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Tôi cho các anh đi chưa? 10 võ hoàng đỉnh phong dừng bước chân, quay đầu với vẻ mặt kinh sợ. Cậu còn muốn làm gì? Diệp Bắc Minh, ngay cả chúng tôi mà cậu cũng muốn giết sao? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt chỉ vào thi thể của Tần Hóa Thiên, thi thể rác rưởi này, mang đi cho tôi. Còn nữa, tôi cảnh cáo đội thần cơ các anh, không có chuyện gì thì đừng gây chuyện với tôi. Tôi nể mặt quan chức, lần sau còn xuất hiện thế này, muốn cướp người trong tay tôi. Bao nhiêu người đến thì tôi giết bấy nhiêu. Mấy người chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Anh đang uy hiếp đội thần cơ ư? Cậu! Cút! Một tiếng quát lớn. Hổ thét rồng gầm. 10 võ hoàng đỉnh phong như con chó chết chủ, mang theo thi thể của Tần Hóa Thiên nhếch nhác rời đi. Khi Diệp Bắc Minh quay đầu lại, mấy người Vạn Lăng Phong đều kinh ngạc ngẩn người. Thiếu chủ, cậu thật dũng mãnh. Đó là đội thần cơ đấy. Vạn Lăng Phong không ngừng nuốt nước miếng. Chu Thiên Hạo cau mày, không nói gì. Vẻ mặt lo lắng.
Hầu tử hưng phấn, anh Diệp, sướng, quá sướng. Anh Diệp, anh chính là vị thần trong lòng tôi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi trị thương cho mọi người trước đã. Nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh chữa khỏi thương tích cho mọi người. Kinh mạch chân tay của Vạn Lăng Phong và Thẩm Hạc bị chém nứt, vốn sẽ thành phế nhân, cũng được Diệp Bắc Minh nối liền lại. Đối với quỷ môn thập tam châm, thì việc này vốn chẳng là gì. Lý Hải Hà nói mắt chửi kháy, bị Chu Thiên Hạo dẫn xuống dưới nghỉ ngơi. Diệp Bắc Minh nhìn vết máu đầy mặt đất, cứ tiếp tục như vậy thì không được, tôi phải có thế lực của mình, nếu không, nội bộ sẽ luôn mâu thuẫn. Vạn Lăng Phong kinh hãi, thiếu chủ, ý của cậu là... Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế thái sư, tuy vũ khí nóng hiện đại rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn không bằng võ giả. Võ giả có cảnh giới võ hoàng trở lên có thể không thèm nhìn đến quân đội, chỉ sợ bom đạn. Võ tông trở lên, ngay cả bom đạn cũng không sợ. Tuy ông là chiến thần Lăng Phong, thống lĩnh hơn 1 triệu đại quân, nhưng trước mặt võ giả hàng đầu vẫn chỉ như con kiến. Vạn Lăng Phong ngưng trọng gật đầu, đúng thế. Võ giả hàng đầu, lấy thủ cấp tướng quân từ trong vạn quân, dễ như trở bàn tay. Diệp Bắc Minh nói, tìm cho tôi 100 thanh niên khoảng 18 tuổi, thân thế trong sạch. Tôi muốn đích thân bồi dưỡng bọn họ trở thành cao thủ hàng đầu. Vạn Lăng Phong kinh ngạc, thiếu chủ, 18 tuổi liệu có muộn quá không? Nếu một võ giả muốn tập võ, thì phải bắt đầu tập từ 6 tuổi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần, chỉ cần muốn tập võ, thì lúc nào cũng được. Ông chỉ cần đi tìm người là được. Rõ. Vạn Lăng Phong đáp lại. Diệp Bắc Minh có thủ đoạn như thần tiên, có lẽ thực sự có thể làm được. Anh lại nhìn sang Thẩm Hạc, thực lực của ông quá thấp, cho ông chỗ đan dược này đấy. Anh giơ tay ném ra 20 mấy viên đan dược. Đồng tử của Thẩm Hạc co lại, suýt, đan dược cực phẩm. Cậu Diệp, cậu. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, ông đã là người của tôi, thì thực lực không được quá thấp. Nếu không, lần sau lại gặp phải tình huống này, ngay cả cơ hội tự bảo vệ bản thân, các ông cũng không có, càng đừng nói là bảo vệ người bên cạnh mình. Thẩm Hạc gật đầu, không nói nhiều thêm. Nhận lấy đan dược. Hầu tử muốn nói lại ngừng. Suy nghĩ một lát rồi nói, anh Diệp, tôi cũng muốn theo anh tập võ. Diệp Bắc Minh nhìn hầu tử, được, nhưng tôi xử lý xong công việc, rồi sẽ nói chuyện với anh. Được. Hầu tử thấy vậy, không nói nhiều thêm. Diệp Bắc Minh hỏi, Nhược Tuyết đâu? Vạn Lăng Phong trả lời, thiếu chủ, tôi không gặp cô hạ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống, không hay rồi, Đường Môn. Tôn Thiến thông báo với anh, Nhược Tuyết bị Đường Môn bắt đi. Ở đây không thấy người của Đường Môn, cũng không thấy Nhược Tuyết. Hỏng rồi. Diệp Bắc Minh lấy điện thoại, vội vàng gọi cho Diệp Bắc Minh. Tắt máy rồi. Đi thôi, chuẩn bị máy bay, đến Đường Môn. 11 giờ 50 phút đêm. Đường Môn. Tất cả mọi người đều mặc trang phục mừng cưới. Một cỗ quan tài gỗ lim đen xì được bày trong đại sảnh của Đường Môn. Hạ Nhược Tuyết đội mũ phượng mặc áo choàng cưới, bị người ta điều khiển. Khuôn mặt tái nhợt. Âm hôn, đám cưới ma. Đa số phú hào có máu mặt ở Thục Trung đều được mời đến. Bầu không khí cả Đường Môn vô cùng quỷ dị, khiến người ta không lạnh mà run. Đường Môn chủ điên rồi phải không? Lại làm đám cưới ma. Đường Tư Chiết chết rồi, anh ta là con trai út được ông ta yêu thương nhất, cô gái nhà họ Hạ cũng xui xẻo, phải bồi táng theo Đường Tư Chiết. Các phú hào có mặt không nhịn được bàn tán. Sau lưng mọi người đều ướt dẫm mồ hôi. Bọn họ cũng không muốn dự lễ cưới như này. Nhưng không thể không đến. Đường Phá Thiên mặc trang phục thời Đường, ngồi trên vị trí chủ nhà. Đột nhiên, gia chủ, giờ lành đã đến, có thể bái Đường rồi. Đôi mắt của Đường Phá Thiên mở to, đầy tia máu. Hạ Nhược Tuyết lên tiếng, Đường Môn chủ, ông làm như vậy, không sợ nhà họ Hạ cổ võ chúng tôi sao? Đường Phá Thiên cười, cô Hạ. Chắc nhà họ Hạ các cô sẽ không vì cô mà đối đầu với Đường Môn chúng tôi đâu. Ông, khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết trắng bệch, cô ấy cắn răng, Đường Phá Thiên, người sống kết hôn với người chết, cũng chỉ có ông nghĩ ra. Ông thực sự không sợ bị ông trời phạt giảm tuổi thọ hả? Ha ha ha, Đường Phá Thiên cười lớn điên cuồng, Hạ Nhược Tuyết, cô còn quá trẻ, những lời như trời phạt giảm thọ mà cô cũng tin. Yên tâm đi, cô gả cho con trai tôi. Tôi sẽ không để cô thiệt đâu.
Tôi sẽ tổ chức đại tang cho cô thật hoành tráng, cho cô rất nhiều đồ bồi táng. Hai người ở dưới suối vàng, nhất định sẽ được vinh hoa phú quý. Tôi sẽ đốt thêm mấy chục người giấy cho hai người. Hạ Nhược Tuyết, cô ở dưới đó, nhất định phải hầu hạ con trai tôi thật tốt, kha kha kha. Đường Phá Thiên cười lớn. Ông ta sắp phát điên rồi. Hạ Nhược Tuyết không nhịn được run lên, trong lòng đầy tuyệt vọng. Liền sau đó, giọng khàn khàn của Đường Phá Thiên vang lên, cử hành hôn lễ. Tiếng kèn trống vang lên. Thổi điệu nhạc chúc mừng. Tất cả mọi người tê dại ra đầu, không dám thở mạnh. Hạ Nhược Tuyết bị người khác kèm hai bên, cử hành nghi thức hôn lễ với Đường Tư Chiết trong quan tài. Nhất bái thiên địa. Người chủ trì hô một tiếng. Đột nhiên, phụt, một luồng kiếm khí ập đến, tốc độ cực nhanh như điện giật. Người chủ trì của Đường Môn nổ tung tại chỗ. Chuyện gì thế này? Cả hội trường lập tức sôi sục. Sau đó, một giọng nói băng lạnh vang lên, nhà họ Đường cổ võ các người chán sống rồi phải không? Soạt, mọi người cùng quay đầu. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm đi đến. Đường Phá Thiên hơi bất ngờ, Diệp Bắc Minh. Điện huyết hồn lấy đi một Phật nộ Đường Liên, mà không giết chết Diệp Bắc Minh. Con người băng lạnh, không chết thì đã làm sao? Hôm nay bất luận là ai, cũng không thể ngăn cản con trai ông ta thành hôn. Ông ta hạ lệnh, giết hắn. Giết! Một tiếng quát lớn, mấy chục võ giả xông ra từ bốn phía. Xông về phía Diệp Bắc Minh. Thực lực võ linh, võ vương, võ hoàng đều có đủ, nhưng không chịu nổi một đòn. Kiếm đoạn long gào thét, kiếm khí đảo quét dập dềnh, các võ giả Đường Môn đều nổ tung, hóa thành một màn xương máu màu xanh. Có độc. A! À, rất nhiều phú hào đứng gần bị dính máu độc, khuôn mặt lập tức tan chảy, giống như bị tạt axit. Đau đớn lăn lộn dưới đất. Mau tránh đi. Các phú hào khác đều kinh sợ, lùi lại. Đường Phá Thiên vẫn ngồi ở đó, người đâu, mau ngăn hắn lại, tiếp tục lễ cưới. Rõ. Trong bóng tối có người đáp lại một tiếng. Lại một tốp cao thủ Đường Môn xông ra. Bọn họ giỏi dùng độc, các loại ám khí, độc dược, cơ quan, các loại thủ đoạn. Xoạt, xoạt, xoạt. Âm thanh phá rách không trung vang lên không ngừng, ám khí bắn về phía Diệp Bắc Minh như mưa rơi. Tất cả đều là ám khí đã bôi độc. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, như đi vào chỗ không người. Ám khí không thể làm anh bị thương. Có người phóng xương độc, hỏa độc, Diệp Bắc Minh lại như không sao, bước ra từ trong làn độc. Mày! Làm sao có thể? Mày không sợ kịch độc của Đường Môn bọn tao? Các độc sư của Đường Môn đều thộn người. Con người cũng sắp lòi ra. Ha ha! Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, mấy loại độc này, tôi đã biết giải từ 4 năm trước rồi. Tôi còn tự lấy bản thân ra thí nghiệm, trong cơ thể đã có kháng thể rồi. Đường Môn các ông có loại độc nào lợi hại hơn không? Nếu không có thì chịu chết đi. Đám người Đường Môn trợn mắt há hốc miệng, cái gì? Phụt! Diệp Bắc Minh chém một kiếm đến, giết sạch toàn bộ mấy chục độc sư Đường Môn. Cậu! Trái tim của Đường Phá Thiên cũng đang nhỏ máu, họ đều là độc sư hàng đầu, nguồn lực căn cơ của Đường Môn. Một độc sư có thể sánh được với một võ vương. Độc sư hàng đầu, còn có thể hạ độc chết võ tông. Cho dù là đối diện với đại quân trăm ngàn người, 10 độc sư Đường Môn cũng có thể hóa giải. Một người có sức mạnh vạn quân. Cho nên, tuy thực lực võ đạo của Đường Môn không ổn, nhưng có thể tiến vào hàng ngũ gia tộc cổ võ. Chính là dựa vào độc dược và thuật cơ quan đáng sợ. Ngàn tính vạn tính, cũng không tính được Diệp Bắc Minh không sợ kịch độc. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, trực tiếp đến trước mặt Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Bắc Minh, không thể nói, không thể hành động. Diệp Bắc Minh sầm mặt, trúng độc rồi ư. Đường Phá Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, đây là độc dược độc môn của Đường Môn, không có thuốc giải của tao, thì không ai cứu được cô ta. Soạt! Diệp Bắc Minh không thèm để ý đến Đường Phá Thiên. Cầm 5 cây kim châm. Phụt phụt phụt. Cắm vào các vị trí lồng ngực, cánh tay, sau tai của Hạ Nhược Tuyết. Phụt! Hạ Nhược Tuyết phun ra một ngụm máu đen, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Đường Phá Thiên giật mí mắt điên cuồng, sắc mặt tái nhợt, làm sao có thể. 5 cây kim châm đã có thể giải được kịch độc Đường Môn. Đợi đã, đây là, suýt,
Đường Phá Thiên hít khí lạnh, quỷ môn thập tam châm, thần y có quan hệ gì với mày? Quỷ môn thập tam châm, là quỷ môn thập tam châm đã thất truyền từ lâu. Quỷ môn thập tam châm mà cả giới y học luôn luôn khao khát có được. Vậy mà Diệp Bắc Minh lại biết. Chắc chắn là quỷ môn thập tam châm. Ngoại trừ quỷ môn thập tam châm, còn có châm pháp gì mà chỉ 5 cây kim châm có thể giải quyết được độc dược độc môn của đường môn? Diệp Bắc Minh tiện tay cởi bỏ mũ phượng áo choàng cưới trên người Hạ Nhược Tuyết. Choàng áo khoác của mình lên cho cô ấy. Xoạt! Vung kiếm Đoạn Long trong tay, kiếm khí tỏa ra, chém một đường qua. Đường Phá Thiên lập tức né tránh, cơ thể gập lại, ngã bay ra xa. Phập! Bàn ghế gỗ lim dưới người ông ta và người giúp việc đường môn nổ tung như trúc nổ, tất cả đều nát vụn. Đường Phá Thiên rơi xuống ở phía xa, khuôn mặt âm trầm. Diệp Bắc Minh, tao có tu vi võ tông, mày chắc chắn muốn ra tay với tao chứ? Hôm nay tao cho mày một cơ hội, giao ra quỷ môn thập tam châm, mày có thể dẫn Hạ Nhược Tuyết rời đi. Đường Phá Thiên trầm giọng nói. Chết! Diệp Bắc Minh chỉ có một chữ. Huyết khí kiếm Đoạn Long sôi sục, sớm đã kêu vù vù không ngớt, đang muốn uống máu. Xoạt! Một đường kiếm khí màu đỏ cuộn lên, ập đến giống như gió lốc. Đường Phá Thiên chấn hãi, muốn chết hả? Ông ta chắp hai tay lại, nội lực ngưng tụ, đập một chưởng ra. Ầm! Chưởng phong và kiếm khí đập vào nhau, năng lực khủng bố ảo ra khắp xung quanh. Tất cả bàn ghế xung quanh đều bay đi, hóa thành mảnh vụn. Sượt sượt sượt! Sóng khí cường mạnh dội ngược lại, Đường Phá Thiên bị đẩy lùi lại 3 bước. Xoạt! Diệp Bắc Minh không lùi lại mà còn tiến lên, giơ cao kiếm Đoạn Long. Một đường kiếm từ trên trời giáng xuống. Đồng tử của Đường Phá Thiên co lại, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng vô cùng. Thực lực võ đạo của Diệp Bắc Minh vượt ra sức tưởng tượng của ông ta. Đáng sợ hơn là, anh còn biết quỷ môn thập tam châm. Còn không sợ kịch độc của đường môn. Mẹ kiếp, con trai của người phụ nữ đó thực sự đáng sợ như vậy sao? Đường Phá Thiên giật khóe mắt, đường kiếm của Diệp Bắc Minh đã chém xuống. Phập! Đường Phá Thiên vội vàng né tránh. Kiếm khí rơi xuống, đập xuống mặt đất. Lập tức chém ra một đường rãnh đáng sợ, sâu đến hơn 1 mét, dài 10 mấy mét. Sượt sượt sượt! Đường Phá Thiên lại bị đánh bay ra xa 10 mấy bước, khuôn mặt già của ông ta đen xì. Diệp Bắc Minh, mày muốn đối đầu với đường môn cổ võ tao hả? Ồn ào! Liền sau đó, Diệp Bắc Minh bùng khí thế, anh nhảy vọt lên, chém một đường kiếm từ không trung xuống. Hoàn toàn không phòng ngự. Chỉ có tấn công. Đường Phá Thiên bị cách đánh liều mạng của Diệp Bắc Minh làm cho kinh sợ đến vẻ mặt cứng đờ. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày điên rồi hả? Mày không hề phòng bị như vậy, nếu tao toàn lực tấn công thì mày sẽ chết. Mày muốn cùng tao một mạng đổi một mạng sao? Diệp Bắc Minh cười, vậy thì một mạng đổi một mạng đi. Mày! Đường Phá Thiên nhảy lên như sấm. Ông ta thực sự có thể tấn công. Nhưng chắc chắn mình sẽ phải chịu một nhát kiếm của Diệp Bắc Minh. Kiếm Đoạn Long khoa trương như vậy, có một con rồng bị đứt, còn mang theo huyết khí. Chắc chắn không phải là binh khí bình thường. Bị thanh kiếm này chém trúng, mình sẽ gặp nguy hiểm. Hai người chắc chắn sẽ một mạng đổi một mạng. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của bản thân Đường Phá Thiên. Diệp Bắc Minh làm sao có thể ngu đến mức cùng Đường Phá Thiên một mạng đổi một mạng. Trên người anh có giáp kim ti tầm, bất diệt kim thân quyết đã luyện đến tầng thứ nhất. Cho dù Đường Phá Thiên toàn lực ra tay, anh chắc chắn sẽ không chết. Cùng lắm chỉ bị thương thôi. Nếu Đường Phá Thiên đánh trả, cùng anh một mạng đổi một mạng, kết cục chắc chắn là Đường Phá Thiên chết. Cho nên, Diệp Bắc Minh mới điên cuồng tấn công như vậy. Bỗng nhiên, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, cậu nhóc, đừng giết ông ta, người này còn có ích. Diệp Bắc Minh bất ngờ, sao thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, thực chiến là cách huấn luyện kỹ năng kiếm tốt nhất, cậu và ông ta chênh nhau một cảnh giới lớn. Dùng để luyện kiếm rất là tốt. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, luyện kiếm. Được. Xoạt. Một kiếm giết đến. Mày điên rồi hả? Xoạt. Vãi, Diệp Bắc Minh, cút đi. Xoạt. Kiếm khí không ngừng ập đến. Sượt sượt sượt. Đường Phá Thiên không ngừng lùi lại, tức giận hét, mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn làm gì?
Diệp Bắc Minh thản nhiên đáp lại một câu, dùng ông để luyện kiếm. Đường Phá Thiên vẫn sống, đều là vì Diệp Bắc Minh đã nương tay. Khó khăn lắm mới gặp được một võ tông, không thể lãng phí. Đúng thế, anh đang luyện kiếm. Luyện chiêu kinh lôi chảm. Đường Phá Thiên gào lên, cút. Ông ta tấn công ra một quyền. Phập. Diệp Bắc Minh giơ tay đập vào cú đấm của ông ta. Đường Phá Thiên là võ tông sơ kỳ, có thể phát ra sức mạnh 100.000 cân. Diệp Bắc Minh là võ vương đỉnh phong, cũng có thể phát ra sức mạnh 100.000 cân. Khoảnh khắc cú đấm của hai người đập vào nhau, cả hai cùng lùi lại. Xoạt. Diệp Bắc Minh ấn mũi chân xuống mặt đất, rồi lại xông lên. Vãi, mẹ kiếp, sao mày lại hống hách như vậy, Đường Phá Thiên cũng không nhịn được phải mắng chửi. Ông ta là tông chủ Đường Môn. Võ tông sơ kỳ. Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ mới 23 tuổi. Dựa vào đầu mà đánh với ông ta như vậy. Hơn nữa, ông ta còn có dấu hiệu bị đàn áp, khí thế, sức mạnh, tốc độ, lực tấn công của đối phương đều vô cùng hung mãnh. Đường Phá Thiên lại cảm nhận được một luồng khí tức chết chóc. Đúng lúc ông ta thất thần. Xoẹt. Kiếm khí của kiếm đoạn long lướt ngang đến. Đường Phá Thiên chậm nửa nhịp, một cánh tay bị chém đứt. A! À, tiếng la hét xé phổi xé gan. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, xông đến phía trước Đường Phá Thiên. Đá ra một cái. Rắc, một tiếng vang lên. Sức mạnh 100.000 cân, đan điền của Đường Phá Thiên lập tức tan vỡ. Ông ta bò dưới đất như con chó chết, không ngừng co giật. Môn chủ! Những người khác của Đường Môn nhìn thấy cảnh này, tất cả đều kinh hãi, định xông lên cứu người. Phụt! Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, chém lướt ngang một vòng. Cao thủ Đường Môn xông lên, bị chém ngang hông một cái, thi thể ngổn ngang khắp đất. Ai dám ra tay, chết! Diệp Bắc Minh lướt nhìn xung quanh. Đôi mắt băng lạnh. Những người khác của Đường Môn không dám tiến lên, kinh hãi nhìn tất cả. Cách cách cách! Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, bước từng bước đi đến ấy, tôi còn muốn luyện thêm mấy chiêu cơ, ông không được rồi. Phụt! Đường Phá Thiên tức đến phun ra một ngụm máu tươi, đồng tử co mạnh, mày có cảnh giới gì? Diệp Bắc Minh mỉm cười, võ vương. Không thể nào! Đường Phá Thiên gầm thét một tiếng, làm sao mày có thể mới chỉ cảnh giới võ vương được? Võ vương làm sao có thể vượt cảnh giới giết võ tông? Mày cũng là võ tông sơ kỳ, hay là võ tông trung kỳ? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Đường Phá Thiên. Đường Phá Thiên không ngừng lắc đầu, không đúng, mày mới 23 tuổi. Làm sao có thể có thực lực võ tông? Ông ta suy sụp, chửi mắng, Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, rốt cuộc mày là quái vật gì? Lên đường thôi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh bình tĩnh. Vô cùng ung dung. Giơ cao kiếm đoạn long. Đường Phá Thiên sợ đến run cầm cập, trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ kinh hoàng. Ông ta hối hận rồi. Ông ta không nên chọc vào thanh niên này, càng không nên nghe lời của điện huyết hồn. Cũng không nên bắt cóc Hạ Nhược Tuyết. Tóm lại, Đường Phá Thiên hối hận rồi. Gần như tất cả độc sư của Đường Môn đều chết hết. Căn cơ nguồn lực của nhà họ Đường cổ võ mất trong nháy mắt. Nếu Đường Phá Thiên cũng chết, sau này xuyên thục không còn Đường Môn nữa. Đường Phá Thiên gầm thét, không được giết tao, Diệp Bắc Minh, mày không được giết tao. Con trai cả và con trai thứ của tao đang ở Côn Luân Hư, đã gia nhập tông môn cường mạnh của Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh, mày không thể giết tao. Nếu mày giết tao, chúng nó sẽ không tha cho mày đâu, Diệp Bắc Minh. Mày không chọc được vào tông môn của Côn Luân Hư chứ phải không? Diệp Bắc Minh cười, chậm rãi đi đến. Thì thầm nhỏ tiếng chỉ có Đường Phá Thiên có thể nghe được, nói cho ông một bí mật. Côn Luân Hư, tôi đi ra từ nơi đó đấy. Cái gì, mày. Đồng tử của Đường Phá Thiên co mạnh lại. Toàn thân run lên, như con cầy sấy. Phải rồi. Thì ra là vậy. Một người đi ra từ Côn Luân Hư. 23 tuổi có thực lực như vậy cũng không lạ, chẳng trách Đường Môn bị diệt cũng phải. Đường Phá Thiên cười khổ một tiếng, trong mắt phản chiếu ngược hình ảnh của kiếm đoạn long. Nhanh chóng lại gần. Phụt! Đường Phá Thiên chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, hình như cái đầu bị bay đi. Bốp! Một tiếng bức bối vang lên. Nhận thức về thế giới bên ngoài đột ngột dừng lại. Lúc này, Đường Môn tĩnh lặng như cái chết.
gia chủ của Đường Môn, Đường Phá Thiên đã chết. Rất nhiều phú hào của tỉnh Xuyên Thục và cả những người họ hàng thân thích, người giúp việc của Đường Môn có mặt ở đó đều hóa đá. Trái tim dường như sắp nổ tung. Kinh sợ nhìn cái đầu của Đường Phá Thiên lìa khỏi thi thể. Đường Phá Thiên đã chết. Đường Phá Thiên, thần thoại của tỉnh Xuyên Thục đã chết. Đường Môn xong đời rồi. Suýt. Hội trường vang lên tiếng hít khí lạnh phập phồng. Đồng tử của tất cả mọi người co mạnh lại. Khi nhìn sang Diệp Bắc Minh, chỉ có sự kinh hãi, kính sợ khủng khiếp. Đúng là Diệp Bắc Minh đi ra từ Côn Luân Hư, sơn cốc của 99 sư phụ, chính là một khu vực của Côn Luân Hư. Chỉ là khu vực đó hẻo lánh rất ít người đến. Người bình thường sẽ không đặt chân đến đó. 99 sư phụ nói Côn Luân Hư rất rộng lớn, có rất nhiều tông môn khác, tóm lại Diệp Bắc Minh chưa từng thấy qua. Diệp Bắc Minh suy đoán. Trong các sư phụ của anh, có lẽ có một số người là cao thủ ẩn sĩ của Côn Luân Hư đấy. Phần lớn là ghét tranh đấu, hoặc là các trường hợp máu chó như trốn tránh thù nhà, mới trốn vào trong sơn cốc đó. Diệp Bắc Minh không biết rằng, cho dù là ở Côn Luân Hư, các sư phụ của anh cũng là một truyền thuyết. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, bắt đầu từ nay, gia tộc cổ võ. Đường Môn, giải tán tại đây. Sáng ngày mai, nếu tôi còn nghe thấy bất kỳ người nào tự xưng là người của Đường Môn, giết không tha. Vẻ mặt của tất cả mọi người của Đường Môn đều xám lại như người chết. Lời của Diệp Bắc Minh như thánh chỉ, không ai dám phản bác. Rồi anh kéo tay của Hạ Nhược Tuyết, quay người bỏ đi. Một đám người bò đến chặn lối đi của Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, cứu tôi với. Cứu chúng tôi đi, chúng tôi không muốn chết. Mười mấy phú hào xông đến. Toàn thân họ lở loét, vết thương chảy mủ. Vừa nãy họ đã nhiễm kịch độc của độc sư Đường Môn. Có người sùi bọt mép, trợn mắt trắng liên tục. Sắp không sống nổi rồi. Cậu Diệp, tôi là người giàu có nhất Xuyên Thục, chỉ cần cậu cứu tôi, sau này tài sản của tôi là của cậu hết. Cậu Diệp, nhà tôi có mười mấy cái mỏ khoáng sản, cậu cứu tôi đi, tôi tặng cho cậu hết. Cậu Diệp, tôi kinh doanh ô tô. Cậu Diệp, Diệp Bắc Minh giơ tay, ném ra một nắm kim châm, rồi đi vòng qua những người này. Quẹ, phía sau vang lên tiếng nôn ọe. Sau đó, thụp, thụp, tiếng dập đầu không dứt. Cảm ơn cậu Diệp đã cứu mạng. Thần y Diệp, ơn của cậu như cha mẹ tái tạo. Sau khi rời khỏi Đường Môn, trong một sân bay nhỏ gần đó, Vạn Lăng Phong đang đợi ở đây, đi đi lại lại liên tục. Ông ta rất lo lắng. Ban đêm một mình thiếu chủ xông vào Đường Môn, thực sự không vấn đề chứ. Mới một tiếng trôi qua, đã thấy Diệp Bắc Minh dẫn theo Hạ Nhược Tuyết xuất hiện. Vạn Lăng Phong ngây ra, ngẩn người tại chỗ mất 3 giây, sau đó xông đến, thiếu chủ cậu đưa cô Hạ quay về rồi. Đường Môn thì sao? Đường Môn không làm khó cậu ư? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, không còn Đường Môn cổ võ nữa. Sau khi được biết chân tướng sự việc. Cái gì, vãi? Vạn Lăng Phong chấn hãi. Không còn Đường Môn cổ võ nữa. Không phải chứ. Thiếu chủ, cậu muốn nghịch thiên à? Bớt lắm lời đi, về nhà. Trên máy bay, Diệp Bắc Minh ngồi trên sofa, Hạ Nhược Tuyết giống như con gấu túi, bám trên người anh. Hai tay vòng ôm cánh tay của Diệp Bắc Minh. Ngồi trong lòng Diệp Bắc Minh. Đầu dựa vào lồng ngực anh. Cứ như vậy không muốn rời một giây phút nào. Vạn Lăng Phong rất biết ý, trực tiếp đóng cửa lại, đi sang một khoang khác. Lúc này, trong khoang chỉ còn lại hai người Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết. Này, Nhược Tuyết, hay là... Diệp Bắc Minh vừa lên tiếng. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp dùng miệng của cô ấy chặn miệng của anh. Một cảm giác nóng ấm ập đến. Hai tay của Diệp Bắc Minh cũng rất không an phận. Gần 10 phút sau, hai người phải tách nhau ra. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó sẽ là gì? Máy bay chấn rung. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, khụ khụ, may mà Tôn Thiến gửi tin nhắn cho tớ, nếu không phải có cô ấy, tớ cũng không biết. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, may mà có Tôn Thiến. Tôn Thiến. Đợi đã. Hạ Nhược Tuyết lập tức căng thẳng, tóm chặt tay của Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, mau đi cứu Tôn Thiến. Cô ấy xảy ra chuyện rồi, cô ấy đã uống thuốc độc của Đường Môn, bây giờ sợ là...
thành phố Giang Nam, trong một con ngõ gần quán bar của khu phố cũ kỹ. Hu hu hu, một cô gái ngồi dưới đất, quấn ga giường lên người. Khóc lóc không dứt. Đột nhiên mấy thanh niên tóc vàng đi đường phía xa nghe thấy tiếng khóc liền dừng bước chân, nhìn vào con ngõ. Là một cô gái. Nhìn dáng người cũng ngon đấy. He he, các anh em, đêm nay có trò để chơi rồi. Bọn họ đi vào trong ngõ với mùi rượu nồng nặc. Cô em, ai ức hiếp em thế, các anh đánh hắn giúp em, một tên tóc vàng cười nói. Tránh ra, mau tránh ra. Cô gái cất giọng khàn khàn. Một tên tóc vàng khác tiến lên, tóm chặt ga giường trên người cô gái, trời nóng như này, em còn ôm quấn ga giường làm gì? Để các anh xem. Xoẹt. Một tiếng giòn tan. Ga giường bị giật ra. Lộ ra một khuôn mặt đầy lỗ rỗ giống như da con cóc hình mặt trăng. A. À, mấy tên tóc vàng bị dọa sợ đến tỉnh cả rượu. Vãi. Xấu xí thế này còn ra ngoài dọa người hả? Xấu thế này sao còn không đi chết đi? Mấy tên tóc vàng nổi giận, nhặt mấy viên đá dưới đất đập về phía cô gái. A. À, cô gái hét lên, ôm mắt. Phụt. Bỗng nhiên. Một tiếng bức bối vang lên, âm thanh bỗng dừng lại. Cô gái ngẩng đầu nhìn theo bản năng, mấy tên thanh niên tóc vàng đó sớm đã đầu lìa khỏi xác. Một thanh niên đứng trước mặt cô ta, Tôn Thiến. Đồng tử của Tôn Thiến bỗng co lại, Diệp Bắc Minh, a à không không, tôi không phải là Tôn Thiến, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải cô ta. Tôn Thiến đứng lên định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh tiến lên phía trước. Giơ tay đánh vào sau ót của cô ta. Hôn mê bất tỉnh. Nửa tiếng sau. Phủ Diệp. Hạ Nhược Tuyết nhìn Tôn Thiến hôn mê, tức đến toàn thân run run, Tôn Thiến luôn thích xinh đẹp, vậy mà. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không sao đâu, có thể hồi phục. Anh trực tiếp thi triển châm pháp, ép độc dược trong cơ thể Tôn Thiến ra. Nhưng làn da khó mà hồi phục ngay được. Diệp Bắc Minh lại lấy ra mấy phương thuốc, uống theo đơn thuốc trên đây, mấy ngày là Tôn Thiến có thể hồi phục. Hơn nữa, những đơn thuốc này có thể làm thành sản phẩm của tập đoàn Tuyết Minh, bán ra bên ngoài. Hạ Nhược Tuyết tin tưởng Diệp Bắc Minh vô điều kiện, được. Tút tút tút. Lúc này, điện thoại của Diệp Bắc Minh đổ chuông. Anh đi ra khỏi phòng, nghe điện, alo, Tô Mạc Già, có chuyện gì? Tô Mạc Già cất giọng nghiêm trọng, tiểu sư bá, xả ra chuyện rồi, hình như bạn gái của anh bị người của điện huyết hồn đưa đi rồi. Tô Ấu Ninh. Người chứng kiến duy nhất cũng bị người của đội huyền cơ long hồn đưa đi thẩm vấn rồi. Tôi muốn đưa Tô Ấu Ninh về, nhưng người của đội huyền cơ không đồng ý. Điện huyết hồn. Nghe thấy mấy lời này, vẻ mặt Diệp Bắc Minh băng lạnh. Lại là điện huyết hồn. Cô đang ở đâu? Tô Mạc Già trả lời, tôi đã đến Giang Nam, vừa xuống máy bay. Đang đi đến nhà họ Diệp rồi, còn 5 phút nữa là đến. Chốc nữa gặp. Diệp Bắc Minh tắt máy. Trao đổi với Hạ Nhược Tuyết mấy câu, anh mới đi ra ngoài cổng nhà họ Diệp. Tô Mạc Già lái xe đi đến, mở cửa xe, Diệp Bắc Minh trực tiếp ngồi lên, rốt cuộc là thế nào? Tô Mạc Già ném một chiếc iPad qua. Trên đó vừa hay có một đoạn video đang ở chế độ tạm dừng. Diệp Bắc Minh kích vào nút phát. Trong video xuất hiện một người phụ nữ trung niên, bà ta chặn hai người Chu Nhược Giai và Tô Ấu Ninh từ trong thư viện đi ra. Không biết bọn họ đang nói gì. Đây là camera giám sát gần thư viện, cách rất xa. Chỉ có hình ảnh mờ mờ. Sau đó, mấy người mặc áo choàng đen xuất hiện, một lời không hợp liền ra tay. Trông cách ăn mặc có lẽ là người của điện huyết hồn. Người phụ nữ trung niên đó ra tay một lần, 5 tên mặc áo choàng đen lập tức bỏ mạng. Sau đó hình ảnh lóe sáng. Video dừng tại đây. Tô Mạc Già giới thiệu nói, đây là toàn bộ hình ảnh cô Chu bị đưa đi rồi, thân phận của 5 gã mặc áo choàng đen đã chết đó cũng được chứng thực, họ đến từ điện huyết hồn. Nhưng lai lịch của người phụ nữ đó rất thần bí. Hơn nữa bà ta mặc trang phục cổ trang, không biết là ai. Sau khi chuyện này xảy ra, người của đội huyền cơ lập tức ra tay, đưa Tô Ấu Ninh đi. Cho nên, tôi liên lạc với anh ngay lập tức. Trong ánh mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia lạnh, có biết người của đội huyền cơ đưa cô ta đi đâu không? Tô Mạc Già trả lời, Long Đô, tổng bộ của đội huyền cơ. Đi thôi, đến Long Đô. Đứng sau đội thần cơ là gia tộc cổ võ. Đứng sau đội thiên cơ là Long Chủ.
đứng sau đội huyền cơ là các thế gia võ đạo của Long Quốc. Tuy đều thuộc chi nhánh của Long Hồn, nhưng mỗi bên có chức trách khác nhau. 5 giờ sáng. Trời còn chưa sáng rõ, Diệp Bắc Minh từ Giang Nam chạy đến Long Đô với tốc độ nhanh nhất. Bên ngoài đại doanh đội huyền cơ vô cùng nghiêm ngặt. Tất cả xe cộ trong bán kính 10 km đều phải xếp hàng kiểm tra. Trong vòng 3 km, không có giấy chứng nhận thì khó mà bước vào nửa bước. Xe của Tô Mạc Già dừng trước một trạm gác trong vòng bán kính 3 km, tiểu sư bá, xe của tôi không đi vào được nữa. Anh bình tĩnh một chút, tuy đội huyền cơ có thực lực yếu nhất trong ba đại doanh Long Hồn. Nhưng nơi này là tổng bộ đội huyền cơ, một mình anh đi như vậy, sợ rằng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô ở đây đợi tôi. Tô Mạc Già còn muốn khuyên thêm một câu, tiểu sư bá. Diệp Bắc Minh đã đẩy mở cửa xe, đi về phía trạm gác trước mặt. Đứng lại, binh sĩ mặc áo giáp phía trước chặn anh lại. Anh là ai? Muốn làm gì? Bên trong là trọng địa đội huyền cơ, người không nhiệm vụ cấm vào trong. Những người này rất khác với binh sĩ bình thường. Từ khí thế phong thái cho thấy, họ xuất thân từ gia tộc võ đạo. Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy ra một huy hiệu hình rồng, thiếu soái Long Hồn, Diệp Bắc Minh. Tôi muốn gặp lãnh đạo đội huyền cơ các anh, đưa một người đi. Diệp Bắc Minh, anh chính là Diệp Bắc Minh. Những người này sợ giật mình. Hiển nhiên không ngờ Diệp Bắc Minh sẽ đến đây. Cái tên Diệp Bắc Minh, bọn họ nghe như sấm rền bên tai. Cả Long Hồn, mẹ kiếp, có ai mà không biết Diệp Bắc Minh? Sau 3 giây kinh ngạc, đột nhiên, một giọng nói truyền ra từ trong một phòng trực ban bên cạnh. Diệp Bắc Minh, cấm cậu vào trong. Một người đàn ông trung niên đi ra. Diệp Bắc Minh từng gặp ông ta. Chu Chính Quốc. Lúc trước khi ở Kim Lăng, người này dẫn một tiểu đội Long Hồn đi bắt anh. Tiểu phân đội Long Hồn đi bắt anh. Còn muốn dùng Tôn Thiến để uy hiếp. Kết quả. Toàn bộ tiểu phân đội bị Diệp Bắc Minh đánh cho một trận, mỗi người còn phải đền tội bằng một cánh tay. Không ngờ hôm nay Chu Chính Quốc lại nhìn thấy Diệp Bắc Minh. Kẻ thù gặp mặt, cực kỳ đỏ mắt. Mày cũng có ngày hôm nay. Chu Chính Quốc nở nụ cười giễu cợt, Diệp Bắc Minh, xin lỗi. Bây giờ chưa đến giờ làm việc, nếu cậu muốn gặp tầng lớp cấp cao của đội huyền cơ, với thân phận thiếu soái Long Hồn, quả thật có thể gặp được. Nhưng tôi đề nghị sau 8 giờ sáng hãy tới. Hơn nữa còn phải viết một tờ đơn xin, chờ cấp trên của tôi đồng ý, cậu mới có thể đi vào. Thiếu soái, con mẹ nó giỏi lắm sao? Tao bảo mày sau 8 giờ đến thì sau 8 giờ mày mới được đến. Diệp Bắc Minh nhìn ra Chu Chính Quốc cố ý gây khó khăn. Anh bước đến trước mặt Chu Chính Quốc. Chu Chính Quốc kinh hãi, cậu làm gì? Quá nhanh. Ông ta không phản ứng kịp. Soạt. Diệp Bắc Minh giáng một cái tát. Chu Chính Quốc giống như chó chết. Ngã ra ngoài 10 mấy mét, toàn thân là máu, vô cùng thê thảm. Đội trưởng. Những người có mặt tại đây ngược lại hít hơi lạnh. Tô Mạc Già cách đó không xa cũng bối rối. Diệp Bắc Minh ra tay ở đây. Đây chính là trụ sở chính của đội huyền cơ đấy. Mày! Chu Chính Quốc giận dữ, lảo đảo bò dậy, chỉ vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tiến lên, túm tay ông ta. Dùng sức gập một cái kêu, răng rắc, cánh tay trực tiếp gãy lìa. A! À, ông ta kêu gào thảm thiết giống như giết lợn. Thứ nhất, tôi cấp soái, còn ông, anh cúi đầu nhìn huân chương của Chu Chính Quốc. Một thiếu tá bình thường căn bản không có tư cách nói chuyện với tôi. Thứ hai, nhìn thấy quan lớn, phải gọi chức vị của tôi, chứ không phải gọi tên tôi. Thứ ba, nếu ông lại dùng tay chỉ tôi bảo đảm vặn gãy cổ ông. Chu Chính Quốc khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, không dám thở mạnh một cái, mày. Trong mắt đều là lửa giận. Những người đội huyền cơ cũng hoàn toàn ngơ ngác. Diệp Bắc Minh này quả nhiên mạnh như trong truyền thuyết. Quát lớn một tiếng, có nghe thấy hay không? Một luồng sát khí ngưng tụ. Lạnh như băng. Thấu xương. Lúc này, người Chu Chính Quốc đối mặt không phải con người, mà là thần chết. Ông ta hoảng sợ cúi đầu, nghe thấy rồi, Diệp thiếu soái. Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi, hôm nay đội huyền cơ các người dẫn về một người, cô ta tên là Tô Ấu Ninh, dẫn tôi đi gặp cô ta. Rõ. Chu Chính Quốc không dám không vâng lời. Gọi một chiếc xe, lái đến nội bộ đội huyền cơ. Sau khi Chu Chính Quốc rời đi, mấy tướng sĩ mới phản ứng được mau,
mau đi thông báo cho đại soái. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh xuất hiện sâu trong đội huyền cơ, một tòa kiến trúc sắt thép xuất hiện ở phía trước. Cửa canh phòng nghiêm ngặt, có một đại tông sư trông chừng. Còn có một võ hoàng trấn giữ. Diệp Bắc Minh đứng ở phía xa, nhướng mày, đây là đâu? Chu Chính Quốc trả lời, bẩm thiếu soái, đây là thiên lao của toàn bộ Long Hồn. Người bị nhốt đều là võ giả đứng đầu, những kẻ hung ác nhất. Phạm nhân của đội huyền cơ, đội thiên cơ, đội thần cơ đều sẽ bị nhốt ở đây. Dưới đất có tổng cộng tầng 10. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Chu Chính Quốc lạnh như băng, Tô Ấu Ninh phạm tội gì? Các người nhốt cô ta ở trong này. Mặc dù anh và Tô Ấu Ninh không có quan hệ gì. Nhưng cô gái kia là bạn tốt của Chu Nhược Giai. Hơn nữa, là người cuối cùng gặp Chu Nhược Giai. Đội huyền cơ lại nhốt một cô gái bình thường trong thiên lao của đội huyền cơ. Toàn thân Chu Chính Quốc run rẩy, Diệp, thiếu soái, cái này không phải chuyện của tôi. Là ý của cấp trên. Ha ha, Diệp Bắc Minh cười. Trực tiếp đi về phía thiên lao đội huyền cơ. Canh phòng trước thiên lao đã sớm chú ý tới Diệp Bắc Minh. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi tới, trực tiếp ngăn cản anh, đứng lại. Diệp Bắc Minh nói ra lời khiếp sợ, mở thiên lao ra, tôi phải dẫn một người đi. Võ hoàng đó sửng sốt, sau đó cười, cậu thanh niên, cậu biết đây là đâu không? Dẫn một người đi, không có chỉ thị viết tay, một con ruồi cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Quát một tiếng, cút. Một chữ, cút, quyết định sống chết của ông ta. Gần như trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh một quyền đánh ra. Võ hoàng này bay thẳng ra ngoài. Một tiếng, keng, vang lên, đụng vào vách tường sắt thép sau lưng, trực tiếp biến thành một vũng máu. A, Chu Chính Quốc bị dọa sợ nằm trên đất. Da đầu tê dại. Mẹ nó, đây chính là võ hoàng đấy. Còn là võ hoàng trung kỳ. Cứ như vậy bị đánh chết. Hóa thành máu, thân thể cũng nổ tung. Chu Chính Quốc sợ đến ngây ngốc. Cậu, những người khác của đội huyền cơ mặt lộ vẻ khiếp sợ, vốn không dám ra tay một mình. Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn Chu Chính Quốc ra lệnh, dẫn đường. Dạ, Chu Chính Quốc bò dậy, dẫn đầu đi vào thiên lao. Diệp Bắc Minh theo sát phía sau. Bên trong thiên lao đen như mực, vô cùng ẩm ướt. Mùi tanh hôi khó ngửi. Giống như có vô số lượng thịt lớn thối rửa dưới cống thoát nước. Mới đi được mấy bước. Giọng nói sôi trào truyền tới. Kha 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 tương đương tương đương tương đương. Lại có người tới. Ha 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 ha, là một thanh niên, máu thịt hắn thơm quá. Cậu thanh niên, ông đây muốn ăn mày. Thực nhân ma, con mẹ nó ông khách khí chút đi, đừng dọa người ta sợ. Ha 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 ha. Trong phòng giam hai bên hành lang truyền đến giọng nói khiến người ta ra đầu tê dại. Những người này đều là võ giả. Lúc này, xương bả vai của họ đều bị đâm xuyên, dùng thép khóa lại. Dù thực lực ngút trời cũng đừng hòng rời khỏi đây. Im miệng. Diệp Bắc Minh quát. Một luồng khí tức tử vong lạnh băng tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ ngục giam giống như biến thành hầm băng, nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ. Tất cả phạm nhân đều cảm thấy có một luồng ý tử vong bao phủ đỉnh đầu bọn họ. Lập tức im lặng. Chu Chính Quốc chố mắt nghẹn họng, ở đây đều là võ giả hàng đầu, phạm nhân hung ác nhấy. Hắn trong nháy mắt liền khuất phục được bọn họ. Chu Chính Quốc thiếu chút nữa bị hù chết. Dẫn đường. Diệp Bắc Minh vẫn chỉ có hai chữ. Chu Chính Quốc run rẩy, tiếp tục đi vào sâu trong ngục giam. Tù nhân hai bên mặt đầy cung kính. Rối rít đứng phía sau hai bên ngục giam, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Vào tầng thứ hai dưới mặt đất. Nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Đỉnh đầu có một hàng đèn khô vàng. Chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng giam hai bên có nhốt một vài người. Số lượng không phải rất nhiều. Đột nhiên, khi Diệp Bắc Minh đi ngang qua một phòng giam trong đó, một bàn tay chìa ra nắm về phía anh. Soạt, tốc độ cực nhanh như điện chớp. Bùm. Diệp Bắc Minh giơ tay đánh một quyền, bàn tay túm qua cùng với ngục giam trong nháy mắt nổ tung. Người trong tù ra tay túm lấy Diệp Bắc Minh hóa thành một mảng xương máu, chết oan uổng. Im lặng như tờ. Cả đường đi không ai mở mắt ra tay. Cuối cùng, khi sắp bước vào tầng tiếp theo, một giọng nói truyền tới, cậu thanh niên, tôi đã nhìn thấy cậu.
Diệp Bắc Minh dừng bước, hả? Người nọ không nói. Ông ta tựa vào góc tường, giống như một thi thể, toàn thân tản mát ra mùi hôi thối. Chu Chính Quốc nhanh chóng giải thích, Diệp thiếu soái, người này là tội phạm bị truy nã hàng đầu. 30 năm trước chúng tôi đã bắt đầu truy nã ông ta, cuối cùng đã bắt được ông ta tại một thành phố ở Duyên Hải vào 17 năm trước. Tổn thất mấy chục anh em. Ông ta được giam ở đây 17 năm rồi, đang nói hưu nói vượn đấy. Diệp Bắc Minh gật đầu. Không để ý tới nữa. Trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Khi ở phòng giam thứ 5, anh nhìn thấy Tô Ấu Ninh. Cô gái này bây giờ toàn thân đều là vết thương, cả người thoi thóp. Trạng thái tinh thần của cô ta rất kém, giúp trong góc run lẩy bẩy. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Xua tay xuất hiện kiếm đoạn long. Một kiếm chém vào phòng giam chế tạo từ thép, bước vào trong. À, đừng qua đây nữa, tôi nói hết rồi mà. Tô Ấu Ninh hai tay ôm đầu. Hoảng sợ kêu to. Tôi nói hết với các người rồi mà, những thứ khác tôi không biết gì cả. Hu hu hu, đừng giết tôi mà. Diệp Bắc Minh nói, Tô Ấu Ninh, là tôi. Tô Ấu Ninh nghe thấy giọng nói của Diệp Bắc Minh, theo bản năng ngẩng đầu lên. Một đôi mắt tràn đầy tia máu xuyên qua mái tóc dài ướt nhẹp, nhìn vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh. Giống như vớ được rơm giả cứu mạng. Hu hu hu, cứu tôi, anh Diệp cứu tôi. Tô Ấu Ninh nghiêng đầu. Trực tiếp ngất xỉu. Diệp Bắc Minh ra tay, mấy cây kim bạc đâm vào trong cơ thể. Ôm Tô Ấu Ninh, đi ra ngoài ngục giam. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm lạnh như băng truyền tới, Diệp Bắc Minh, cậu không thể dẫn người phụ nữ này đi. Cộp cộp cộp, một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một đám người xuất hiện ở phía trước. Chặn đường đi, cầm đầu là một lão giả nhìn khoảng chừng 60-70 tuổi. Mặc đồ thường, tu vi võ tông sơ kỳ. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, đội huyền cơ lại có võ tông chấn giữ. Thẩm soái. Chu Chính Quốc nhìn thấy người đến, lập tức xông đến. Một tiếng quỷ vang lên, khóc lóc kể lể tố cáo Diệp Bắc Minh. Thẩm Thiên Sơn, thống soái tối cao của đội huyền cơ. Một trong 10 đại soái long hồn, xếp hạng thứ 3. Diệp Bắc Minh ôm Tô Ấu Ninh ra khỏi phòng giam, nếu tôi cứ muốn mang đi thì sao? Thẩm Thiên Sơn lạnh lùng vô tình, vậy thì cậu cùng ở lại đi. Diệp Bắc Minh một tay ôm Tô Ấu Ninh. Hai đầu gối cong lại, tung người nhảy lên. Anh lại chủ động ra tay. Thẩm Thiên Sơn ngơ ngác. Đột nhiên ông ta quát lớn, tự tìm cái chết. Hổ gầm long ngâm. Vang khắp toàn bộ tầng thứ 3 của Thiên Lao. Hai cánh tay Thẩm Thiên Sơn rung lên, giống như một con vượn bước ra, liều chết xông tới. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung, xuất hiện một hố sâu. Hai người đấu quyền. Một luồng khí tuôn trào. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ. Thẩm Thiên Sơn lui về phía sau mười mấy bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, sao có thể? Rít. Những người khác của đội huyền cơ nhìn thấy cảnh tượng này, ngược lại hít một hơi lạnh. Thẩm soái thực lực võ tông đó. Diệp Bắc Minh dựa vào đâu? Vào lúc mọi người đang khiếp sợ. Một giọng nói quen thuộc truyền tới, Diệp thiếu soái, muộn vậy rồi, cậu xin cậu dừng lại chút đi. Trước đó không phải đã nhắc nhở cậu rồi sao, có chuyện gì cứ trực tiếp liên lạc với tôi. Tìm một người thôi mà, cần gì phải đích thân tới. Ai cũng ngây người. Kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ trung sơn đi tới. Ông ta đeo kính gọng vàng. Cầm khăn tay, che miệng mũi. Giống như không chịu nổi mùi hôi thối của Thiên Lao. Đi lại còn có chút siêu vẹo. Đây là người bình thường, không biết chút võ công nào. Tất cả người của đội huyền cơ bao gồm cả Thẩm Thiên Sơn đều kinh ngạc nhìn ông ta. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, thư ký Tiền, sao ông đến đây? Một người bình thường nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ở đội huyền cơ vô cùng nghiêm túc. Ngay cả Thẩm Thiên Sơn cũng trầm giọng nói, bí thư Tiền, ông đến đây làm gì? Thư ký Tiền cười, tôi cần phải giải thích với ông sao? Ông! Thẩm Thiên Sơn cứng họng, bị nghẹn đến mức không nói được câu nào. Ngay trước mặt nhiều tướng lĩnh của đội huyền cơ, thư ký Tiền lại không nể ông ta một chút nào. Thư ký Tiền vốn không coi Thẩm Thiên Sơn ra gì. Ông ta đại diện cho Long chủ đến. Cần phải nể mặt Thẩm Thiên Sơn. Thư ký Tiền bước nhanh tới, Diệp thiếu soái, hay chúng ta rời khỏi đây trước. Được.
Diệp Bắc Minh sao cũng được gật đầu. Xem ra lại nợ vị sư huynh kia một ân huệ. Nói bản thân có phải quá được việc không? Thẩm Thiên Sơn nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh và thư ký Tiền rời đi. Chờ khi hai người đi rồi, Thẩm Thiên Sơn đấm ra một quyền, Diệp Bắc Minh, thư ký Tiền. Các người chờ đấy. Vách tường sắt thép lõm xuống một lỗ thủng khủng khiếp. Diệp Bắc Minh quay về tầng thiên lao thứ hai, vừa muốn rời đi. Đột nhiên, giọng nói người đàn ông kia lại một lần nữa vang lên, quả nhiên cậu giống y đúc bà ta, tôi đã nói rồi mà, sao cảm giác giống như đã từng nhìn thấy cậu. Soạt. Diệp Bắc Minh dừng bước. Ông nói gì? Ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt phong tỏa người này. Người đàn ông cười hắc hắc, 23 năm trước, vùng tam giác vàng, tượng quốc. Tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ rất giống cậu. Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi, ông còn biết cái gì? Người đàn ông chỉ vào xích sắt trên người, đưa tôi rời khỏi đây, hơn nữa đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi. Diệp Bắc Minh không chút do dự đồng ý, được. Xua tay. Kiếm đoạn long xuất hiện. Keng. Một tiếng vang thật lớn, phòng giam bị chém ra. Người đàn ông trong đó ngơ ngác, chậm rãi đi ra. Lộ ra khuôn mặt tàn bạo toàn máu. Keng, keng. Diệp Bắc Minh lại chém ra hai kiếm, chém rơi xiềng xích trên xương bả vai của người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông hồi phục được một chút. Trong nháy mắt, thư ký Tiền chỉ cảm thấy có một con dã thú đi từ trong lồng ra, nguy cơ tứ phía. Một luồng sát khí tấn công tới. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, không hề sợ. Người đàn ông có chút bất ngờ. Thẩm Thiên Sơn đi ra, thấy Diệp Bắc Minh thả một tên phạm nhân, trong nháy mắt liền nổi giận. Diệp Bắc Minh, cậu đang làm gì thế? Diệp Bắc Minh không trả lời. Thư ký Tiền nhìn ông ta, một tên tù nhân thôi mà, thả thì thả. Thẩm Thiên Sơn mặt nặng nề, thư ký Tiền, ông biết hắn là ai không? Tôi nói cho ông biết, đây là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như hắn chạy ra thiên lao, đối với Long Quốc và toàn thế giới mà nói, chính là một tai họa. Lúc này, giọng nói Diệp Bắc Minh vang lên, nói cho tôi biết, ông là ai? Người đàn ông lạnh giọng nói, đứng thứ 297 bảng xếp hạng ngầm, Dạ Kiêu. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, bảng xếp hạng ngầm, đó là gì? Có gì khác so với bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu? Ha ha! Dạ Kiêu khinh thường cười, lắc đầu nói, nhóc con, bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu đó là thứ rác rưởi gì? Chắc chỉ dành cho những người không hiểu võ đạo. Một vài tên võ giả phế vật uống thuốc để thăng thực lực đều có thể vào được bảng xếp hạng. Cậu cảm thấy thứ đó có tác dụng. Diệp Bắc Minh không nói gì nhìn Dạ Kiêu. Con người lạnh như băng. Rét lạnh. Dạ Kiêu lại cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Sắc mặt ông ta nghiêm túc, tiếp tục mở miệng, bảng xếp hạng ngầm là bảng xếp hạng cấp thế giới. Võ giả các nước trên toàn thế giới gần như đều ở trong bảng xếp hạng ngầm. Đừng thấy tôi đứng thứ 297 bảng xếp hạng ngầm, nhưng một mình tôi có thể càn quét toàn bộ bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu. Cái này chính là bảng xếp hạng ngầm. Diệp Bắc Minh phản ứng rất bình tĩnh, Thấy phản ứng này của Diệp Bắc Minh, sắc mặt Dạ Kiệu trầm xuống, cậu thái độ gì đấy? Diệp Bắc Minh cười, một tù nhân như ông cần tôi thái độ gì? Dạ Kiệu cười thâm sâu, sắp không phải rồi. Soạt! Ông ta bước đi, bóng người quỷ dị, tốc độ cực nhanh xông ra ngoài thiên lao. Như quỷ vậy! Không khí sắp bị xé toạc. Dạ Kiêu bị nhốt 17 năm, khóa xương bả vai. Vừa mới thoát khỏi giam cầm đã có thân pháp này. Giọng nói Diệp Bắc Minh truyền bên tai, Dạ Kiêu, ông muốn đi đâu? Cái gì? Dạ Kiêu thất kinh, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Diệp Bắc Minh đang đuổi theo, cách ông ta chưa đến 1 mét. Hai người gần như sát vào nhau. Làm sao có thể? Sao hắn có thể có tốc độ của mình? Dạ Kiêu ông ta dùng tốc độ làm danh hiệu. Cho dù là người trong top 200 bảng xếp hạng ngầm cũng chưa chắc có được tốc độ của ông ta. Cậu thanh niên này dựa vào đâu? Đáng sợ hơn là trong ngực Diệp Bắc Minh còn đang ôm một người phụ nữ. Cút! Dạ Kiêu thẹn quá thành giận, quát một tiếng lớn. Giơ tay đánh về phía tim Diệp Bắc Minh. Một tiếng, bốp, vang lên. Dạ Kiêu kinh ngạc. Cậu thanh niên này lại túm được cổ tay ông ta, sau đó dùng sức ném. Phốc! Một cánh tay của ông ta bị xé toạc. Sau đó, keng,
Giả Kiêu ngã bay ra ngoài như chó chết, đụng vào vách tường chế tạo bằng sắt thép. Phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Thẩm Thiên Sơn cũng lấy làm kinh hãi, không ngờ Diệp Bắc Minh lại kinh khủng như vậy. Những tướng lĩnh khác của đội Huyền Cơ mặt cũng đầy chấn động. Chân mày thư ký Tiền nhướng mạnh, rất hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Diệp Bắc Minh lao ra khỏi thiên lao, ông có thể tiếp tục chạy trốn. Lần này, phế một cánh tay của ông. Lần tiếp theo chém đầu ông. Cộp, tiện thể vứt cánh tay cụt. Giả Kiêu chậm rãi đứng dậy. Im lặng nhặt cánh tay cụt của mình, đi theo. Giả Kiêu biết, mình ở trong tay cậu thanh niên này, không thể nào chạy mất. Anh có thể thả mình, cũng có thể giết mình. Rời khỏi đội Huyền Cơ. Tô Mạc Già chờ đợi trong lo lắng, nhìn thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện. Còn mang theo cả Tô Ấu Ninh, cô ta ngây người. Đồng thời, cô ta còn phát hiện thư ký Tiền bên cạnh Diệp Bắc Minh, còn người còn rút lại, ông là thư ký Tiền. Tôi nhớ ra ông, vào ngày mừng thọ của ông nội tôi, ông đại diện cho Trung Khu đến chúc thọ ông nội. Tô Mạc Già kinh ngạc. Thư ký Tiền, người bên cạnh Long Chủ, lại đi theo sau lưng tiểu sư bá. Không thể nào. Phải biết rằng, khi thư ký Tiền đi Trung Hải thị sát, những tầng lớp cấp cao kia đều phải đi theo phía sau tiếp đón. Lúc này, thư ký Tiền lại đi theo sau lưng Diệp Bắc Minh, Tô Mạc Già cũng phải ngơ ngác. Cho dù là thiếu soái của Long Hồn cũng không thể có đãi ngộ này. Thư ký Tiền mỉm cười chìa tay ra, cô Tô, xin chào. Ách, chào ông, chào ông. Tô Mạc Già có chút ngơ ngác. Liền vội vàng tiến lên bắt tay. Diệp Bắc Minh lên xe, đi thôi, về trước đã. Thư ký Tiền gật đầu, mọi người cùng nhau lên xe. Tô Mạc Già lại liếc nhìn Giả Kiêu, sao người này lại cầm một cánh tay cụt. Còn bị thương. Không có suy nghĩ nhiều. Chắc là người bên cạnh thư ký Tiền. Xe của thư ký Tiền trực tiếp lại về doanh trại Thiên Cơ. Diệp Bắc Minh tìm được một căn phòng, trực tiếp ôm Tô Ấu Ninh đi vào. Cắm kim bạc xuống. Tô Ấu Ninh tỉnh lại, nhìn thấy đã rời khỏi thiên lao, lập tức gào khóc. Sau khoảng 10 phút, cô ta dần ngừng khóc. Giọng Diệp Bắc Minh truyền tới, người đưa Nhược Giai đi là ai, kể ngọn nguồn tình huống lúc đó cho tôi. 5 phút sau, Tô Ấu Ninh cẩn thận nói một lần tình huống lúc đó. Diệp Bắc Minh cau mày, địa bàn Côn Luân. Nhìn chúng thể chất của Nhược Giai, muốn truyền thụ công pháp tu võ cho cô ấy. Nghe đến đây, Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải bị người của Điện Huyết Hồn mang đi là được. Địa bàn Côn Luân quả thật có một vài cường giả tuyệt thế thích ra xã hội bên ngoài thu nhận đệ tử. Nếu Nhược Giai bị cường giả của địa bàn Côn Luân nhận làm đệ tử, chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhưng dù Nhược Giai không phải bị người của Điện Huyết Hồn mang đi, cũng phải diệt Điện Huyết Hồn. Diệp Bắc Minh nói, cô ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, chờ vết thương cô khỏi, tôi bảo người đưa cô về Trung Hải. Đi ra khỏi phòng. Lúc này, anh đã để lại trong lòng Tô Ấu Ninh ấn tượng không thể xóa nhòa. Rất nhanh, Diệp Bắc Minh đến một căn phòng khác. Giả Kiêu ngồi đó, đang cầm chỉ khâu quần áo nối cánh tay mình lại. Là một ác nhân. Thấy Diệp Bắc Minh đi vào, Giả Kiêu dừng lại, tôi biết cậu muốn hỏi gì, tôi là người thông minh, cậu rất lợi hại. 23 năm trước người phụ nữ giống cậu đã từng xuất hiện ở Tượng Quốc, sở dĩ nhìn thấy cậu liền nhớ đến bà ta, là vì bà ta để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đây là người phụ nữ thực lực vô cùng đáng sợ, tất cả cao thủ võ đạo của Tượng Quốc đều không phải đối thủ của bà ta. Cuối cùng, bà ta tiến vào một khu vực thần bí ở Tam Giác Vàng, sau đó thì tôi không biết nữa. Giả Kiêu nói một hơi. Có chút lo lắng. Vừa rồi Diệp Bắc Minh xé toạc cánh tay ông ta. Có thể không lo lắng sao? Càng không nói đến cậu thanh niên này tướng mạo giống hệt người phụ nữ 23 năm trước. Có lẽ, là con trai của bà ta. Giả Kiêu không ngốc, điều này rất dễ đoán được. Diệp Bắc Minh khen ngợi, ông rất thông minh, không để tôi lãng phí miệng lưỡi. Giả Kiêu cúi đầu, tiếp tục vá lại cánh tay, bởi vì tôi không muốn chết. Vèo. Diệp Bắc Minh bước ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt Giả Kiêu. Giả Kiêu lấy làm kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh giơ tay túm lấy cánh tay gãy của Giả Kiêu. Mấy cây kim bạc rơi xuống, đâm vào tay cụt của ông ta, nối liền mạch máu. Anh lại lấy ra thuốc bột,
vẩy vào vị trí vết thương. Dạ Kiêu trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Cánh tay của mình đã có thể cử động. Mặc dù vẫn đau, nhưng cánh tay này bị xé nát đó. Loại y thuật thần kỳ này quá nghịch thiên rồi. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, tự băng bó, vài ba ngày là có thể khôi phục. Không ảnh hưởng đến thực lực võ đạo của ông. Vẫn là câu nói đó, ông có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, chỉ cần ông có thể chạy thoát. Cuối cùng, chờ tôi rảnh, theo tôi đi một chuyến đến Tượng Quốc, nếu tôi phát hiện ông lừa tôi, chết. Dạ Kiêu nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Ngây người. Thủ đoạn ác liệt này. Thực lực võ đạo kinh người. Còn có y thuật nghịch thiên. Cũng không khiến ông ta kinh ngạc, bất ngờ. Ngược lại là vẻ kinh hãi, khiếp sợ. Thủ đoạn này dù xuất hiện trên người ai, tương lai người đó đều tiền đồ vô hạn. Nhưng loại năng lực đặc biệt này sao có thể đồng thời xuất hiện trên cùng một người? Dạ Kiêu sống nhiều năm như vậy, dù sao cũng là một võ tông. Lúc này, lại có một loại cảm giác bị mị lực của Diệp Bắc Minh thuyết phục, ông ta nhìn về bóng lưng Diệp Bắc Minh hô lớn, cậu là ai? Ba chữ mơ hồ truyền đến. Diệp Bắc Minh. Rời khỏi chỗ Dạ Kiêu không lâu. Thư ký Tiền cười tủm tỉm, Diệp thiếu soái, chiến tích lần này của cậu quá khiếp sợ. Long chủ đã biết chuyện của đảo quốc Đông Doanh. Từ nay về sau, Đông Doanh không phải mối uy hiếp với Long quốc nữa. Phía Hùng quốc, Lang quốc, Đức quốc phản ứng rất lớn, có chút khó giải quyết. Nói đến đây, thư ký Tiền ngừng lại một chút, cau mày, còn có. Đường môn của tỉnh Xuyên Thục, cậu cứ thế tiêu diệt, vấn đề e rằng khá lớn. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, sao thế, có phiền toái. Thư ký Tiền suy nghĩ một chút. Nghiêm túc gật đầu, tạm thời không phiền, nhưng không có nghĩa tương lai sẽ không phiền. Đường môn là một thành viên của thế gia cổ võ, dùng độc dược và cơ quan ám khí để xưng bá. Trên thực tế nhưng thứ này ở trước mặt vũ khí nóng hiện đại hóa cũng không tính là gì. Cho dù là thế gia cổ võ đứng đầu, ở trước mặt bom nguyên tử cũng không chịu nổi một kích. Nhưng cậu biết tại sao thế gia cổ võ vẫn kinh khủng như vậy không? Diệp Bắc Minh yên lặng chốc lát. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nói ra mấy chữ, địa bàn Côn Luân. Thư ký Tiền gật đầu khen ngợi, thiếu soái thông minh, không tệ. Nhưng thế gia cổ võ này sở dĩ kinh khủng là bởi vì từ xưa đến nay, họ chính là một chi nhánh của các thế lực khủng khiếp trong địa bàn Côn Luân. Hoặc nói, bọn họ là người phát ngôn ở thế tục của địa bàn Côn Luân. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Khẽ gật đầu. Anh cũng phát hiện, những thế gia cổ võ được thổi phồng này gần như không có gì khủng khiếp. Bao gồm nhà họ Hạ cổ võ, nhà họ Đường cổ võ anh từng đi qua, cảm giác rất giống nhau. Giới võ đạo vậy mà thật đáng sợ. Hóa ra sau lưng còn có nhân vật khổng lồ địa bàn Côn Luân này. Giải thích như vậy là hoàn toàn hợp lý. Thư ký Tiền lại hỏi, Tần Hóa Thiên là cậu giết? Diệp Bắc Minh trực tiếp thừa nhận, là tôi giết. Thư ký Tiền có chút cạn lời, tôi vẫn phải đi giải quyết bên phía đội thần cơ, nếu không cũng sẽ phiền toái. Tần Hóa Thiên từ địa bàn Côn Luân đi ra, không phải người bình thường. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi tin ông xử lý tốt. Thư ký Tiền. Ông ta chuyển chủ đề, đúng rồi thiếu soái, những loại dược liệu cậu yêu cầu tôi tìm, tôi đã thu thập xong hết rồi. Một màu trắng sáng xuất hiện phía chân trời. Trời đã sáng. Hưu. Tiếng còi thức dậy truyền tới. Có người hô lớn, tập hợp. Giờ thể dục buổi sáng đã đến, tất cả tướng sĩ đội thiên cơ để tập trung ở thao trường. Thư ký Tiền và Diệp Bắc Minh nhìn các tướng sĩ từ phía xa, Diệp thiếu soái, Long chủ giao đội thiên cơ cho cậu, chính là hy vọng cậu có thể dẫn dắt đội thiên cơ trở nên mạnh hơn. Những dược liệu kia tôi đặt vào trong mật thất chuẩn bị cho cậu. Cậu có thể đi bất cứ lúc nào. Thư ký Tiền nhìn đồng hồ trên tay, tôi đi trước, còn phải xử lý chút chuyện. Diệp Bắc Minh giơ tay ném ra mấy viên đan dược. Thư ký Tiền sửng sốt, cho tôi. Diệp Bắc Minh cười khẽ, dùng để kéo dài tuổi thọ, nếu thư ký Tiền mệt rồi suy sụp, sau này ai thu dọn tàn cuộc cho tôi. Ha 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 ha, thư ký Tiền cười sang sảng, bước nhanh rời đi. Diệp Bắc Minh trực tiếp xoay người đi về phía mật thất thư ký Tiền nói. Có mấy tướng sĩ của đội thiên doanh bảo vệ cửa mật thất. Thiếu soái, chào. Mọi người vô cùng kính trọng. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, mở cửa. Cửa lớn của mật thất mở ra. Diệp Bắc Minh tiến vào trong đó.
liếc nhìn, tất cả đều là các loại kệ đựng đồ. Trên các dãy kệ có ghi đầy đủ tên các loại dược liệu. Có khoảng trên 10.000 loại. Diệp Bắc Minh ngây người, thư ký Tiền ông mang cả kho dược liệu Long Quốc dọn đến đây. Anh bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Sư huynh giúp anh quá nhiều, thư ký Tiền cũng nhiều lần làm việc vì anh. Các tướng sĩ của Long Hồn, thời điểm để đề thăng thực lực đây rồi. Đột nhiên, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nhìn được nhắc nhở, nhóc con, có phải cậu bẩn quá không? Muốn tôi mỗi lần đều phải nhắc nhở cậu sao? Lên cấp, tầng thứ 3 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có thể mở rồi. Vào, một suy nghĩ của Diệp Bắc Minh. Tiến vào không gian nội bộ Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Một tòa bảo tháp màu trắng xuất hiện ở trước mắt. Lập tức lên tầng thứ 2. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc cầu thang nối thẳng lên tầng thứ 3. Bước lên. Sau khi tiến vào tầng thứ 3, trên một đài đá nhô ra có đặt một chiếc hộp ngọc. Diệp Bắc Minh ngơ ngác, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, chuyện gì thế, chỉ có một món đồ. Trước kia không phải có 3 món sao? Anh có chút buồn bực. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ lạnh, nhóc con, cậu nhặt được lợi ích lớn đấy. Diệp Bắc Minh nhướng mày, chỉ có một món đồ mà tôi được lợi ích. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, mỗi lần Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở một tầng, đều là phần thưởng thăng cấp cho vật chủ. Giá trị phần thưởng là giống nhau. Giá trị của 3 món đồ cũng giống như giá trị của một món đồ. Nhưng đối với cậu có lẽ sẽ khiến cậu xảy ra biến chất. Nghe được những lời này, Diệp Bắc Minh cũng hứng thú. Rốt cuộc là thứ gì? Anh đi tới mở hộp ngọc ra xem, bên trong là một quyển bí tịch. Mở trang thứ nhất, thuật đằng không, cấp thánh, võ kỹ hạ phẩm. Cấp thánh. Con người Diệp Bắc Minh co lại, là võ kỹ cấp thánh. Võ khí cấp thánh trên cả cấp thần. Diệp Bắc Minh kinh sợ, giọng nói đang run rẩy. Mặt anh đỏ đến mang tai, hô hấp dồn dập. Dù anh ở chỗ 99 vị sư phó cũng chưa từng nghe nói qua đến võ kỹ cấp thánh. Võ kỹ này là vật trong truyền thuyết. Lại, thật sự tồn tại. Diệp Bắc Minh không nhịn được hét lớn một tiếng, mẹ nó. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bình tĩnh cười, thế nào, niềm vui bất ngờ chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu, nào chỉ niềm vui bất ngờ, quả đúng là kinh sợ mẹ nó luôn. Võ kỹ hạ phẩm cấp thánh, nếu truyền ra ngoài, giới võ đạo toàn cầu cũng sẽ nổi điên. Diệp Bắc Minh có thể nghĩ đến một cảnh tượng. Những võ giả kia mà biết được trong tay anh có một quyển võ kỹ hạ phẩm cấp thánh, vậy sẽ có biểu hiện gì? Trong nháy mắt anh sẽ trở thành đối tượng đuổi giết của toàn bộ giới võ đạo. Thuật đằng không? Diệp Bắc Minh cẩn thận xem. Sau khi xem xong võ kỹ hạ phẩm cấp thánh, mặt đầy khiếp sợ. Đây là một loại võ kỹ bay. Võ giả dù lợi hại cũng sẽ không thể bay. Nhưng thuật đằng không có thể khiến Diệp Bắc Minh trực tiếp bay lên. Có thể bay lên không trung. Đây là khái niệm gì? Tương đương với việc có thể khiến xe tăng bay lên, biến thành máy bay chiến đấu. Quả nhiên là biến chất. 3 tiếng sau, Diệp Bắc Minh đã có thể nắm thuần thục trong tay thuật đằng không. Lúc này, anh đã rời khỏi không gian nội bộ của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đứng trên không trung cao 3-4 mét. Quá mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh không nhịn được khen ngợi, nếu không thể bay, chỉ có thể ra tay từ 4 phương 8 hướng. Nếu có thể bay lên, thì có thể tấn công từ không trung rồi. Kết hợp với thân pháp của tôi có thể nhanh như điện, ra tay từ các hướng không ngờ tới. Cách, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sau một hồi kích động, anh bắt đầu trực tiếp luyện chế đan dược. Bên ngoài có 3.000 tướng sĩ đội thiên cơ đang đợi anh. Chẳng mấy chốc, trong mật thất tỏa ra mùi hương của đan dược. Cả 10 ngày, Diệp Bắc Minh đều ở trong mật thất, điên cuồng luyện chế đan dược. Bỏ mặc tất cả mọi thứ bên ngoài. Lúc này, hơn 3.000 tướng sĩ đội thiên cơ đứng bên ngoài mật thất. Diệp Bắc Minh vào trong mật thất 10 ngày, bây giờ vẫn chưa ra. Mọi người đều lo lắng. Lư Quốc Phong cau mày, chắc không phải xảy ra chuyện rồi chứ. Đoạn Nha tức giận nói, Lư Quốc Phong, anh đang nói linh tinh gì thế hả? Thiếu soái Diệp làm sao xảy ra chuyện được? Thạch Lỗi lạnh lùng lướt nhìn anh ta một cái, Lư Quốc Phong, cầm cái mỏ quả của anh lại. Soạt. Các phân đội trưởng khác của đội thiên cơ đều lạnh lùng nhìn qua. Diệp Bắc Minh từng chữa khỏi bệnh tật trên người họ. Khiến bọn họ có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo. Đối với bọn họ,
anh gần như là cha mẹ tái sinh. Lúc này, bất kỳ ai dám nói một lời không may mắn về Diệp Bắc Minh. 3.000 tướng sĩ đội thiên cơ có thể san bằng cửu tộc của người này ngay lập tức. Lư Quốc Phong lúng túng cười, tôi chỉ nói vậy thôi. Thư ký Tiền cũng đứng ở đây, sắc mặt nghiêm trọng. Anh ta đến đây từ 3 ngày trước. Vẫn chưa rời đi. Liên tục báo cáo tin tức về. 10 ngày rồi, Diệp Bắc Minh vẫn chưa ra. Anh ta lo lắng Diệp Bắc Minh xảy ra chuyện. Nếu không phải trước khi Diệp Bắc Minh vào mật thất từng dặn dò trước, thì thư ký Tiền đã sai người cho nổ cánh cửa mật thất này rồi. Thư ký Tiền hơi hối hận. Ban đầu nên lắp camera trong mật thất. Dạ Kiêu đứng ở chỗ không xa, cánh tay của ông ta đã lành lặn hoàn toàn. Diệp Bắc Minh này, rốt cuộc là người thế nào? Kỹ thuật khủng bố như vậy, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cánh tay này sẽ bị phế, thực lực giảm mạnh. Cậu ta chỉ dùng mấy cây kim châm, không những nối liền được kinh mạch của mình, bột thuốc đó lại khiến tay của mình không để lại sẹo. Thậm chí Dạ Kiêu nghi ngờ. Liệu có phải cánh tay này của mình từng gãy không? Cho cậu thêm một ngày, nếu cậu còn không ra, thì tôi lập tức rời đi. Dạ Kiêu chắc chắn. Chỉ cần ông ta rời khỏi quân doanh của đội thiên cơ, Diệp Bắc Minh vẫn còn ở trong mật thất. Ông ta chắc chắn khiến Diệp Bắc Minh cả đời này cũng không tìm được ông ta. Ầm ầm. Bỗng nhiên, cánh cửa sắt của mật thất rung chuyển. Một thanh niên với đôi mắt đầy tia máu từ bên trong đi ra. Thiếu soái. Cuối cùng cậu cũng ra rồi. Chúng tôi lo muốn chết. Binh sĩ đội thiên cơ thở nhẹ nhõm. Hòn đá treo lo lửng trong lòng thư ký Tiền cũng được rơi xuống. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Nhìn các tướng sĩ đội thiên cơ, vẻ mặt nghi hoặc, mọi người làm gì ở đây? Thư ký Tiền cười nói, thiếu soái, cậu vào mật thất tận 10 ngày, mọi người đều lo lắng cậu xảy ra chuyện ở bên trong đấy. Nếu cậu còn không ra, chúng tôi đang định phá cửa xông vào. Lư Quốc Phong nói, đúng thế, thiếu soái, tất cả chúng tôi đều lo lắng cho cậu. Đoạn Nha lạnh lùng hừ một tiếng, vừa nãy anh còn chủ ẻo thiếu soái xảy ra chuyện đấy. Tôi quan tâm quá hóa hỗn loạn mà. Lư Quốc Phong giải thích. Lư Quốc Phong cười, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vâng. Hai người liền nghiêm túc. Thư ký Tiền cười hỏi, cậu Diệp, cậu ở trong mật thất này 10 ngày, sao lại lâu như vậy? Cậu làm gì trong đó? Diệp Bắc Minh mỉm cười, không có gì, chỉ là luyện ít đan dược thôi. Anh chỉ vào 10 tiểu đội trưởng của đội thiên cơ, Lư Quốc Phong, Đoạn Nha, Thạch Lỗi, mấy tiểu đội trưởng các anh vào trong bê đan dược ra đi. Bê ra. Một ít đan dược thôi, còn cần phải bê ra sao? 10 tiểu đội trưởng đều ngẩn người. Vẫn làm theo lời Diệp Bắc Minh nói. Đi vào trong mật thất. Vừa đi vào. Suýt. Một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Sau đó, vãi, mẹ kiếp, vãi, vãi thật, vãi, vãi, hú hú hú. 10 tiểu đội trưởng hú lên như quỷ khóc. Trong âm thanh mang theo các loại cảm xúc như sự kích động, chấn hãi, bất ngờ, vui mừng, không dám tin. Có chuyện gì vậy? 3.000 chiến sĩ long hồn đều nghi hoặc. Thò dài cổ nhìn về phía cánh cửa của mật thất. Một lát sau. 10 tiểu đội trưởng xếp hàng một đi ra. 10 tiểu đội trưởng. Bê tất cả 7 cái sọt ra. Trong 6 cái sọt trong đó, tất cả đều là thứ giống như anh đào màu đỏ. Bên trên còn có đường vân. Đan dược. Thư ký Tiền không phải võ giả, cũng liền nhận ra. Đan dược. Chắc chắn là đan dược. Toàn bộ im phăng phắc. Chỉ còn lại tiếng thở gấp của các tướng sĩ đội thiên cơ. Vù vù vù. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm 7 cái sọt đan dược đó. Đôi mắt đỏ bừng, giống như từng con sói bị bỏ đói. Là võ giả, đương nhiên họ biết đan dược nghĩa là gì. Có nghĩa là cảnh giới của võ giả. Ực ực, thư ký Tiên nuốt nước miếng, thiếu soái Diệp. Đây đều là đan dược ư. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế, đều là đan dược cực phẩm. Tổng cộng 6 cái sọt, hơn 6.000 viên. Nửa sọt còn lại, là phế đan, phẩm cấp thấp hơn một chút. Đan dược cực phẩm. Lúc này, cả hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trái tim của các tướng sĩ đội thiên cơ dường như ngừng đập. Bọn họ biết phẩm cấp của số đan dược này rất khủng bố, nhưng mẹ kiếp, không ngờ đều là đan dược cực phẩm. Hơn 6.000 viên đan dược cực phẩm. Toàn thân Dạ Kiêu ở phía xa run lên,
đồng tử cũng sắp trố ra. Ông ta rất muốn ra tay cướp về. Lý trí khiến Dạ Kiêu không ra tay. Sẽ chết người đó. Suýt, thư ký Tiền sợ đến ngây ngốc. Ông ta cũng không biết nên phản ứng thế nào. Hơn 6.000 viên đan dược cực phẩm. Nghĩa là gì chứ? Đủ để khiến thực lực võ đạo của giới quan chức nhà nước Long Quốc tăng lên mấy bậc đó. Thư ký Tiền phản ứng lại, mau chóng nói, cậu Diệp, tôi lập tức báo cáo Long Chủ, phân đan dược xuống dưới, chia có các quân khu. Đã có số đan dược này, quân doanh của các tỉnh chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều cường giả. Diệp Bắc Minh cười, phân xuống dưới. Tại sao phải phân xuống dưới? Chỗ đan dược này, là tôi chuẩn bị cho các tướng sĩ đội Thiên Cơ. Cả hiện trường yên tĩnh. Mọi người của đội Thiên Cơ ngẩn người. Bọn họ biết hơn 6.000 viên đan dược này cũng có phần của họ. Cũng không ngờ toàn bộ hơn 6.000 viên đan dược này đều là của họ. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng, đội Thiên Cơ được chia 100 viên đan dược cực phẩm đã đủ khiến người ta điên cuồng rồi. Thư ký Tiền thộn người, nói năng cũng lắp bắp, cái gì? Thiếu soái, cậu nghiêm túc thật sao? Hơn 6.000 viên đan dược này đều là chuẩn bị cho các tướng sĩ đội Thiên Cơ ư? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ đương nhiên, chẳng thế thì sao? Tôi là thiếu soái của đội Thiên Cơ, cũng không phải là thiếu soái của quân doanh khác. Phúc lợi tôi cho các tướng sĩ của mình, tại sao phải phân xuống dưới? Lời vừa được nói ra, cả đội Thiên Cơ đều hô lên. Thiếu soái, thiếu soái, thiếu soái. 3.000 tướng sĩ cùng hô phát ra tiếng đinh tai. Âm thanh như sóng chiều, mạnh mẽ từng đợt từng đợt. Tất cả mọi người đều kích động. Lúc này, bọn họ thần phục Diệp Bắc Minh từ tận đáy lòng. Thư ký Tiền ngẩn người lần nữa, anh ta chưa từng thấy các tướng sĩ đội Thiên Cơ hô hào vang dội khí thế hào hùng như vậy. Cho dù là đích thân Long Chủ kiểm duyệt, cũng chưa từng như vậy. Rốt cuộc người thanh niên này lấy đâu ra sức mạnh thần bí đó? Quả nhiên Long Chủ không nhìn nhầm người. Thư ký Tiền hít sâu một hơi, cậu chắc chắn chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên. Anh quay nhìn tất cả tướng sĩ đội Thiên Cơ, lớn tiếng nói, chốc nữa, tất cả tướng sĩ đội Thiên Cơ, mỗi người lĩnh 2 viên đan dược. Sau đó, rời khỏi đội Thiên Cơ, ra bên ngoài tự huấn luyện. Tốt nhất các anh tiến hành tàn sát sinh tử cho tôi, đột phá cảnh giới. Một tháng sau, tất cả về đội, bất luận là tông sư võ đạo, hay là cảnh giới đại tông sư, nếu không trở thành võ linh thì đừng quay về gặp tôi. Những ai là cảnh giới võ linh, không trở thành võ vương, cũng đừng quay về. Lời vừa được nói ra. Toàn hiện trường im lặng như tờ. Thư ký Tiền cao này, thiếu soái Diệp, điều kiện này, có phải hà khắc quá rồi không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, hà khắc ư, không hà khắc chút nào. Thực lực của đội Thiên Cơ so với các quân doanh khác, đúng là rất mạnh. Binh sĩ bình thường cũng là tu vi tông sư, đại tông sư, nhưng một khi gặp phải tàn sát sinh tử, các anh có đánh lại được võ giả có cùng cảnh giới trên giang hồ không? Những võ giả chưa từng trải qua trận chiến sinh tử, một khi thực sự lên chiến trường, chắc chắn thực lực không bằng người khác. Diệp Bắc Minh lại hướng mặt về binh sĩ đội Thiên Cơ, các anh cũng đừng cảm thấy tôi máu lạnh vô tình, tôi cho các anh biết, tôi cũng phải đi từng bước như vậy. Nếu các anh không muốn, có thể rút lui ngay lập tức. Bây giờ rời khỏi đội Thiên Cơ, tôi sẽ không nói nhiều thêm một lời. Binh sĩ đội Thiên Cơ hô. Đồng ý, chúng tôi đồng ý. Không có một ai lựa chọn rời đi. Thư ký Tiền lại cau mày. Anh ta rất muốn tin tưởng Diệp Bắc Minh, nhưng lý trí nói với anh ta, vốn không thể nào. Một tháng, 3.000 võ linh. Làm sao có thể chứ? Kẻ ngốc nói mơ. Lúc này, ánh mắt thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh hơi thay đổi. Lòng thầm nghĩ, ầy, vẫn còn trẻ quá, thôi vậy, để cậu ấy chịu chút thất bại cũng tốt. Nếu không, còn trẻ đã có thành tựu như vậy, cũng không phải là chuyện tốt với con đường trưởng thành sau này của cậu ấy. Trong lúc thư ký Tiền suy nghĩ những điều này, bỗng nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên, có chuyện gì mà đông vui thế? Đội Thiên Cơ các cậu thật thú vị, lúc cần huấn luyện thì không huấn luyện, tập trung với nhau làm gì đấy? Thư ký Tiền ngẩng đầu, nhìn về hướng có tiếng nói. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp hiên ngang đi tới. Phía sau ông ta cũng có một đoàn người đi theo. Người nào cũng mặc chiến giáp. Vị trí lồng ngực có một chiếc huy hiệu thần long màu vàng.
được chế tạo từ vàng nguyên chất. Lóe lên vô cùng chói mắt dưới ánh nắng. Người của đội thần cơ. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nhìn ra cảnh giới của người này. Võ tông hậu kỳ, chưa đến đỉnh phong. Cũng đủ đáng sợ rồi. Cả người thư ký Tiền Trấn Hải, Tần Long Tượng, đội thần cơ. Đồng tử của Dạ Kiêu cũng co lại, Tần Long Tượng, cường giả đứng thứ 289 bảng xếp hạng ngầm, ông ta là người của đội thần cơ Long Quốc ư. Nơi này là đội thiên cơ, Tần Long Tượng, ông không có sắc lệnh, ai cho ông vào nơi này. Thư ký Tiền sầm mặt, nhưng lại bị ông ta phớt lờ. Tần Long Tượng cũng chẳng thèm nể mặt thư ký Tiền, không nhìn đến anh ta, trực tiếp phớt lờ đi qua. Ánh mắt sầm xuống, cậu chính là Diệp Bắc Minh phải không, cậu đã giết Tần Hóa Thiên. Cậu có biết ông ta là ai không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Liền sau đó, đây là cái gì? Ánh mắt của Tần Long Tượng nhìn chằm chằm bảy sọt đan dược lớn, con mắt già nua không chớp đến một cái. Ông ta vốn đến để hỏi tội. Bây giờ bị số đan dược này thu hút. Đan dược cực phẩm, toàn bộ là đan dược cực phẩm. Đội thiên cơ làm sao có thể có nhiều đan dược cực phẩm như này? Người đâu, mang toàn bộ số đan dược này đi cho tôi. Trong con mắt già nua của Tần Long Tượng hiện lên vẻ tham lam, một viên cũng không được để lại. Mang đi tất cả. Vâng, đám thành viên của đội thần cơ phía sau Tần Long Tượng cũng rất kích động. Trong lòng vui mừng điên cuồng, bây giờ số đan dược này là của bọn họ rồi. Tất cả tiến lên đi về phía đan dược. Tham lam, kích động, bốc hỏa, trực tiếp phớt lờ đám người Diệp Bắc Minh, trong mắt chỉ có đan dược. Doạt, đột nhiên, một đường kiếm khí xuất hiện, giết về phía đám người của đội thần cơ. Phụt, có hai võ hoàng đỉnh phong của đội thần cơ đứng phía trước nhất không kịp phản ứng lại, lập tức bị chém thành xương máu. Suýt, những võ giả khác của đội thần cơ nhanh chóng lùi lại, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Phập, kiếm khí chém vào lòng đất. Tạo ra một đường rãnh đáng sợ, chặn đám người đội thần cơ. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long, con người lạnh lùng vô tình, đồ của tôi không cho, các người không được lấy. Thò tay, thò đầu, chém đầu. Thư ký Tiền giật mí mắt, không ngờ khi Diệp Bắc Minh đối diện với Tần Long Tượng cũng dám cứng rắn như vậy. Dạ Kiêu ngẩn người. Làm sao anh dám? Ông ta là Tần Long Tượng. Cường giả đứng thứ 289 trong bảng xếp hạng ngầm. Cho dù là Dạ Kiêu cũng không dám lỗ mãng. Người trên bảng xếp hạng ngầm, một cấp bậc cũng có thể đè chết người. Khí thế của Diệp Bắc Minh khiến Tần Long Tượng cũng ngẩn người. Sau đó, khuôn mặt Dạ âm hiểm đến đáng sợ, ha ha, Diệp Bắc Minh, mày đúng là giống như lời đồn bên ngoài, sát phạt quyết đoán, coi thường người khác, cả gan hỗn xược. Giọng điệu băng lạnh, sát ý ngưng tụ thành băng. Tần Hóa Thiên là người của nhà họ Tần tao, mày nói giết là giết. Tao rất muốn xem, trước mặt tao, mày còn có thể hống hách đến mức nào. Phập, Tần Long Tượng dậm mạnh một chân, mặt đất thao trường nứt vỡ, xuất hiện đường nứt như mạng nhện. Cơ thể ông ta bắn ra giống như pháo đạn, tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Hai cánh tay Tần Long Tượng lưu chuyển chân khí, mang theo sóng khí khủng bố đến trước mặt anh. Quyền này ẩn chứa sức mạnh 100.000 cân. Đối phó với Diệp Bắc Minh, vậy là đủ. Phập, Diệp Bắc Minh giơ nắm đấm, đập vào quyền của ông ta. Hai người cùng lùi lại. Cú đấm này khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại, đội thiên cơ Trấn Hải nhìn mọi việc, ánh mắt vô cùng bốc lửa. Thiếu soái vậy mà có thể đấu được với cú đấm của Tần Long Tượng. Dạ Kiêu cũng không thể tin nổi. Sắc mặt Tần Long Tượng băng lạnh, mày có thể đỡ được cú đấm mang 1/3 sức mạnh của tao. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh nghiêm trọng thêm 3 phần. Sức mạnh 100.000 cân mà mới chỉ là 1/3. Tần Long Tượng toàn lực ra tay, chắc cũng phải đến sức mạnh 300.000 cân đấy. Gấp 3 lần anh. Hai người cách nhau hai cảnh giới lớn, khoảng cách sức mạnh chênh nhau 3 lần, vẫn có thể tiếp được. Nếu anh trở thành võ tông đỉnh phong, chắc chắn không chỉ có sức mạnh 300.000 cân. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, cậu nhóc, tôi ra tay, có thể giết chết ông ta, chỉ cần hút 1/3 nội lực của cậu. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, trước đây ông ra tay một lần, chẳng phải cần hút cạn nội lực của tôi sao? Sao lần này chỉ cần 1/3 nội lực? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, lúc đó cảnh giới của cậu quá thấp, cho nên phải hút cạn của cậu.
bây giờ cảnh giới của cậu tăng lên rồi, sức mạnh mà tôi cần cũng càng lúc càng ít. Có lẽ sẽ có một ngày, sức mạnh của cậu vượt qua tôi, thì cũng không cần tôi ra tay nữa. Diệp Bắc Minh cười đáp lại một câu, bây giờ cũng không cần ông ra tay. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi do dự, cậu chắc chắn chứ? Người này rất mạnh, bây giờ cậu vẫn chưa thể đối phó được. Diệp Bắc Minh khẽ cười, chỉ dựa vào đấu võ lực, đó là người lỗ mãng, dùng cái đầu, tôi có thể giết ông ta. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhả ra bốn chữ, vậy tôi chờ xem. Và không nói gì nữa. Tần Long Tượng khà khà nói, khà khà, không tệ, đúng là không tệ. Thực lực này, khiến tao không ngờ đấy. Ông ta tỏ vẻ mặt thích thú, dường như sẽ ăn thịt chắc Diệp Bắc Minh. Nhưng sau đây tao sẽ ra tay toàn lực, không biết mày có bị một quyền của tao đánh thành bùn thịt không đây? Diệp Bắc Minh ra vẻ không thèm để ý, hay là, cứ thử xem. Khinh miệt, thờ ơ, soạt, soạt. Tần Long Tượng bị thái độ của anh làm cho mặt sầm xuống, Diệp Bắc Minh, mày thực sự không sợ chết. Diệp Bắc Minh ngáp một cái, sao ông lại nhiều lời thế? Muốn chết mà. Tần Long Tượng lập tức nổi giận. Ông ta giống như con tê giác có tốc độ của báo săn, hung hăng xông thẳng đến. Soạt. Diệp Bắc Minh dậm chân, lập tức tránh đi. Tần Long Tượng đấm vào hư không, một quyền tràn đầy sức mạnh giống như đánh vào cục bông. Diệp Bắc Minh, mày có giỏi thì đứng tránh. Tần Long Tượng gầm lên. Thư ký Tiền lạnh giọng nói, Tần Long Tượng, ông giữ thể diện chút đi được không? Ông là cường giả bảng xếp hạng ngầm, ít nhất cũng lớn gấp 4 gấp 5 tuổi thiếu soái Diệp, ông bảo thiếu soái Diệp không tránh. Đứng im đợi chết hả? Anh ta lại bổ sung một câu, ông dừng tay lại ngay cho tôi, nếu không, tôi sẽ báo cáo lên Long chủ. Tần Long Tượng lạnh giọng uy hiếp, thư ký Tiền, cậu câm miệng, còn lắm lời, tôi giết luôn cả cậu. Tôi bảo đảm cậu không gặp được Long chủ. Ông, thư ký Tiền lùi lại nửa bước. Diệp Bắc Minh ngoắc ngón tay với Tần Long Tượng, lão thất phu, ông chuyên tâm một chút được không? Qua đây chịu chết đi. Tần Long Tượng tức giận đến bật cười, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày chọc giận tao thật rồi đấy. Cả đời này tao chưa từng nổi giận. Long chủ cũng không bảo vệ được mày đâu, đi chết đi. Con mắt ông ta tràn đầy tia máu. Vẻ mặt hung dữ. Khóe mắt cũng sắp rách ra. Phập. Chân hung hãn dậm mạnh một cái. Trực tiếp dậm ra một cái hố sâu to bằng cái bồn rửa mặt. Soạt. Cơ thể Tần Long Tượng giống như xe tải chở chật đồ đi với tốc độ cực nhanh xông thẳng đến, mang theo sự hung ác không hề kiêng sợ. Bùng phát toàn bộ khí tức võ tông hậu kỳ. Như mãnh hổ lao đến con thỏ trắng. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tần Long Tượng cười dữ tợn, khuôn mặt già đầy điên cuồng. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày sợ đến ngu ngốc rồi phải không? Phế vật, mày đi chết đi cho tao. 10 mét, 5 mét, vẫn không động đậy. Thư ký Tiền kinh hãi hô lên, thiếu soái Diệp, mau tránh đi. Tần Long Tượng, ông điên rồi hả? Toàn thể đội thiên cơ hét lên, thiếu soái. 3 mét, Tần Long Tượng giơ tay. Tấn công một quyền. Diệp Bắc Minh bỗng cười, khẽ quát một tiếng, kiếm. Soạt, đột nhiên. Kiếm đoạn long xuất hiện ở vị trí cách 2 mét phía trước người anh, giống như ảo thuật, xuất hiện không hề có dấu hiệu. Ông ta chỉ cách kiếm đoạn long 1 mét. Đồng tử của Tần Long Tượng co lại. Cảm nhận được sát ý vô tận. Ông ta muốn dừng lại, tiếc là với tốc độ hiện giờ của ông ta thì đã không kịp. Khoảng cách 1 mét, chỉ trong chớp mắt. Phụt. Kiếm đoạn long trực tiếp đâm xuyên cơ thể của Tần Long Tượng. Nói cách khác. Là bản thân Tần Long Tượng xông đến, đụng vào kiếm đoạn long, khiến kiếm đoạn long đâm xuyên cơ thể mình. Đồng thử của Tần Long Tượng co mạnh lại, đây là chiêu thức gì? Khó mà tin được. Ông ta là võ giả võ tông hậu kỳ đấy, vậy mà lại chết như này. Thật quá ấm ức. Nếu chiến đấu oanh liệt một trận, chết trận thì cũng thôi đi. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, miệng ghé sát gần tai của Tần Long Tượng. Thản nhiên nhả ra hai chữ, dừng bút. Bảo ông đến nộp mạng, ông đến thật ư. Mày! Tần Long Tượng tức giận đến mức con người sắp lòi ra, phụt. Phun ra một ngụm máu, thi thể ngã nằm xuống đất. Chết! Cả thao trường tĩnh lặng, con người của các binh sĩ đội thiên cơ, đội thần cơ đều co mạnh lại, tê dại ra đầu. Tần Long Tượng chết rồi.
Tần Long Tượng đứng thứ ba bảng xếp hạng long hồn chết rồi. Giả Kiêu cũng sợ muốn ngất đi, hai chân run lên, không thể không chống lên bức tường bên cạnh, không để mình mềm nhũn ngã dưới đất. Tần Long Tượng đứng thứ 289 bảng xếp hạng ngầm chết rồi. Lúc này, tất cả mọi người gần như ngừng thở. Toàn bộ nhìn chằm chằm thi thể của Tần Long Tượng, ở vị trí lồng ngực của ông ta có một cái lỗ dữ tợn, máu tươi phun ra như nước suối. Thư ký Tiền càng hít khí lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh, vừa giết Tần Long Tượng. Không phải nằm mơ chứ. Thư ký Tiền đưa hai tay dụi mắt thật mạnh. Kinh sợ. Chấn hãi. Nghịch thiên. Không thể tin nổi. Sượt sượt sượt. Các võ giả đội thần cơ theo Tần Long Tượng đến không ngừng lùi lại, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, mày thật to gan, một người chỉ vào anh, cánh tay cũng đang run lên. Đúng là quá kinh người. Trái tim sợ đến muốn nổ tung, đó là Tần Long Tượng đấy. Diệp Bắc Minh trực tiếp hạ lệnh, toàn thể đội thiên cơ nghe lệnh, giết, không sót một ai. Cái gì? Toàn bộ đội thần cơ ngẩn người. Con mắt chừng mở thật to. Diệp Bắc Minh đã giết Tần Long Tượng, giờ còn muốn giết họ. Một võ hoàng đỉnh phong tức giận nói, Diệp Bắc Minh, cậu muốn giết chúng tôi. Chúng tôi cũng là người của Long Hồn. Chúng tôi đến từ đội thần cơ, còn cao hơn một đẳng cấp so với đội thiên cơ. Cậu có biết giết chúng tôi thì sẽ có hậu quả gì không? Diệp Bắc Minh cười, có thể có hậu quả gì? Vị võ hoàng đỉnh phong tức đến bật cười, thư ký Tiền, anh nói với cậu ta đi. Thư ký Tiền lau mồ hôi trên trán, thiếu soái Diệp, đội thần cơ. Diệp Bắc Minh trực tiếp lên tiếng, thư ký Tiền, tôi không muốn nghe những điều này. Anh chỉ cần nói với tôi, theo như luật pháp của Long Quốc, nếu có người tự ý xông vào quân doanh. Hơn nữa, không có sắc lệnh, thì sẽ bị xử trí thế nào? Thư ký Tiền cau mày, theo luật pháp của Long Quốc, kẻ tự ý xông vào quân doanh, bất luận thân phận gì, giết không tha. Rất tốt. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trực tiếp hạ lệnh, đội thần cơ tự ý xông vào tổng bộ đội thiên cơ, không có sắc lệnh. Giết không tha. Đám người đội thần cơ thộn người. Đội thần cơ, tự ý xông vào đội thiên cơ. Vãi. Không phân biệt được lớn nhỏ hả? Huyết dịch toàn thân các tướng sĩ đội thiên cơ sôi sục, không nhịn được ngửa cổ hét lớn. Giết không tha, giết không tha, giết không tha. Binh sĩ của đội thần cơ còn chưa phản ứng lại. Diệp Bắc Minh đã ra tay, võ hoàng đỉnh phong đó vừa định ra tay chống lại. Phụt, cái đầu đã bay mất. Diệp Bắc Minh hóa thành sát thần, chém giết toàn bộ cao thủ võ hoàng của đội thần cơ. Sau đó hạ lệnh, treo đầu của đám người đội thần cơ lên cổng đội thiên cơ, cho thế giới bên ngoài biết, ai còn dám tự ý xông vào đội thiên cơ, giết. Tuân lệnh, lúc này, toàn thể tướng sĩ đội thiên cơ đoàn kết chưa từng có. Thư ký Tiền mặt xám như cho, sắp phá thủng trời rồi. Tin tức nhanh chóng được truyền đi. Tất cả lãnh đạo cấp cao Long Đô đều chấn hãi. Các bộ phận cơ quan đều thộn người. Cái gì? Tần Long Tượng chết rồi. Ông ta dẫn người xông vào đội thiên cơ, bị Diệp Bắc Minh chém rồi. Đầu bị treo trên cổng của đội thiên cơ. Làm sao có thể? Cả Long Đô sôi sục. Lúc tất cả mọi người nghe thấy tin này đều không dám tin. Các thế gia sôi sục. Tổng bộ Hiệp hội Võ đạo Long Quốc tĩnh lặng như cái chết. Trong phòng họp của Tổng bộ Long Hồn, sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng khó coi. Ngụy Kinh Phú còn cầm các loại tin tức tình báo vừa thu thập được. Diệp Bắc Minh vừa chiếm Đông Doanh, đã về nước diệt Đường Môn, bây giờ lại giết Tần Hóa Thiên, Tần Long Tượng. Sao tốc độ của cậu ta nhanh như vậy? Nhà họ Đường. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh. Mày đúng là đáng chết. Đã giết người của Côn Luân Hư, lần này đến thần tiên cũng không cứu nổi mày. Nhà họ Phó. Một ông lão loạng choạng đứng trước một tấm bài vị. Châm một nén hương. Kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Quốc Hoa, đại thù của con sắp được báo rồi, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Dưới cửu tuyền, con an nghỉ đi. Nhà họ Hoa. Trong ánh mắt của Hoa Tam Nương đầy vẻ oán độc, Diệp Bắc Minh dám giết người như vậy. Ha ha ha, tên ngốc này, tôi xem hắn lần này sẽ chết thế nào. Nhà họ Ngụy. Khoảng thời gian này Ngụy Yên Nhiên vẫn luôn nghiên cứu đan định nhan. Nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu phương thuốc cải thiện.
không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Sau khi nghe được tin này, cả người cô ta ngẩn ngơ bàng hoàng, đã có chuyện gì? Lúc này, một đám người xông vào phòng thí nghiệm của nhà họ Ngụy, người đàn ông trung niên dẫn đầu lạnh giọng nói, Ngụy Yên Nhiên, gia chủ bảo cô giao ra quyền quản lý công ty dược phẩm Thiên Hương. Ngụy Tử Khanh bước vào, nở nụ cười đầy ý sâu xa. Em họ, xin lỗi nhé, chỗ dựa của cô xong đời rồi. Nhà họ Tần, trong đại sảnh, sau khi được biết tin, cả đại sảnh im phăng phắc. Sắc mặt Tần Vinh An trắng bệch, bố, Diệp Bắc Minh, cậu ta. Tần tướng thần đứng chắp hai tay sau lưng, Vinh An, còn biết tại sao nhà họ Tần đứng sừng sững không đổ không? Tần Vinh An tỏ vẻ mặt tự hào, bố, vì nhà họ Tần là thế gia, nguồn lực căn cơ vững chắc mấy trăm năm. Tần tướng thần lại hỏi, nguồn lực căn cơ từ đâu mà có? Tần Vinh An nói, do mấy trăm năm tích lũy lại. Không không không, Tần tướng thần lắc đầu. Nguồn lực căn cơ mấy trăm năm, bất kỳ gia tộc nào ở Long Quốc chỉ cần từ từ phát triển, thì cũng có thể tích lũy được. Trải qua sóng lớn đào thải, nhà họ Tần vẫn luôn như vậy, bất tử bất diệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nhà họ Tần chẳng qua là một nhánh của nhà họ Tần ở Côn Luân Hư. Tần Vinh An kinh ngạc, cái gì? Nhà họ Tần xuất phát từ Côn Luân Hư ư? Đôi mắt phát sáng, bố, sao bây giờ bố mới nói với con? Kích động, run rẩy, hiểu ra, còn có chút dã tâm bất ngờ nổi lên. Phía sau nhà họ Tần là Côn Luân Hư. Tần tướng thần thản nhiên nói, vì chỉ có gia chủ mới xứng được biết chuyện này. Tần Vinh An kích động, bố muốn con trở thành gia chủ kế nhiệm phải không? Tần tướng thần không trả lời trực diện, mà cười hung dữ, ông trời muốn cho một người chết, chắc chắn phải để cho hắn điên cuồng trước. Diệp Bắc Minh, cậu ta điên cuồng hoàn toàn rồi, ngay cả người của Côn Luân Hư mà cũng dám giết, chắc chắn sẽ phải chết. Nhà họ Diệp, Diệp Lăng Tiêu đang đánh cờ phía sân sau, lúc nghe được tin này. Bộp, kinh hãi đến mức đánh rơi quân cờ trong tay xuống đất, ông ta trợn mắt há hốc miệng, Như Ca, cháu nói gì? Tất cả đều là thật ư. Khuôn mặt Diệp Như Ca đỏ bừng, ông nội, là thật đấy. Hồi lâu Diệp Lăng Tiêu mới định thần lại. Ây, thở dài nặng nề, đừng quan tâm chuyện này, Côn Luân Hư sắp mở ra, đến lúc đó sẽ có người ra chọn đệ tử. Như Ca, ông nội thấy cháu rất được. Tu vi của Diệp Như Ca rất thấp. Chỉ là một võ giả bình thường. Nhưng vừa hay Côn Luân Hư lại muốn người như vậy. Ngọc Thô chưa từng được mài, mới được lựa chọn. Trong lúc bên ngoài mưa gió đan xen, cả Long Đô chấn động. Diệp Bắc Minh ở trong đội thiên cơ, thờ ơ như không có chuyện gì. Tút tút tút, điện thoại đổ chuông, Vạn Lăng Phong gọi đến, chủ nhân, có tin tức của mẹ cậu rồi. Có người nhìn thấy bà ấy từng xuất hiện ở Tượng Quốc, đi vào một khu vực thần bí. Hơn nữa, Diệp Minh Viễn mà cậu vẫn luôn tìm kiếm cũng xuất hiện ở Tượng Quốc. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh sầm xuống, Diệp Minh Viễn. Lộ ra sát ý. Kẻ thù giết cả ba người nhà mình, bố mẹ nuôi và đại ca. Dạ Kiêu ở một bên sợ đến lùi lại mấy bước, lưng dán chặt vào tường. Ông ta chưa từng thấy, sát ý của một người lại có thể khủng bố như vậy, đúng là giống như nội công bùng phát ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.